Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 11 cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Vì hận sinh tình đến từ tác giả Mộc Min. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì sự ra đi bất ngờ của mẹ Chi vẫn còn rất nhiều ẩn khuất ở phía sau. Giờ đây thì người bố dưỡng độc ác của chị đã cúm đi toàn bộ tài sản và khiến cho cuộc sống của chị em cô điều đứng. Với tập truyện này thì tác giả sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác và sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc của chúng ta. Vậy thì vụ việc về cái chết của mẹ chi nó chỉ là một sự ngẫu nhiên hay là phía sau còn có kẻ nào đó ra tay hãm hại hay không và chân dung của hung thủ sẽ được tiết lộ ở tập truyện này. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là một tập truyền có rất nhiều tình huống kịch tính và căng thẳng xảy đến, bởi vì các nhân vật trong bộ truyền của chúng ta còn phải đối diện với rất nhiều tình huống nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của họ nữa. Và cái kết của tập truyền ngày hôm nay sẽ không phải chỉ là cái kết của một câu chuyện tình yêu giữa Bảo và Chi, mà còn có một câu chuyện tình yêu khác mà đến tận những giờ phút cuối cùng của bộ truyền thì câu chuyện tình yêu này mới được chớm nở. Vậy thì nhân vật trong câu chuyện tình yêu thứ hai này là những nhân vật nào? thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện cuối cùng của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ hồ anh Sa cũng như kiếp chỉ dậu nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay thì à, chắc chắn là anh Sa về kiếp chỉ dậu không thể nào không gửi đến cho những khán thánh giả thân thương một lời chúc vào một ngày cuối năm cũ như thế này, một ngày đặc biệt như vậy. Và trong không khí chuẩn bị đón xuân như thế này thì cấn à, kính chúc cho tất cả những khán thánh giả của kênh Chỉ Dậu ở trong nước cũng như là ở hải ngoại. Chúng ta sẽ có một đêm giao thừa thật là tròn vẹn, đầm ấm và ý nghĩa bên gia đình của mình. À, thực sự bà nói với cá nhân của anh Sa thì anh Sa luôn luôn rất thích không khí trước Tết bởi vì cái cảm giác háo hức và rộn ràng cái cảm giác mà trang hoàng nhà cửa và đi ngắm phố phường chuẩn bị đón xuân thì anh sa thấy rất là vui à, không biết là quý vị và các bạn thì như thế nào và cá nhân của anh sa thì là như thế à, và anh sa cũng rất mong muốn là vào một ngày cuối năm cũ như thế này thì chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ à, không biết là những khán thính giả ở trong nước đặc biệt là ở hải ngoại à, kiều bào việt nam ở khắp mọi nơi trên thế giới thì mọi người đang chuẩn bị cho cái tết như thế nào rồi thì hãy chia sẻ với anh sa và những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé um, chúc cho tất cả những khán thính giả thân thương của kênh Chị sầu um, một ngày cuối năm thật là đầm ấm xung vầy bên gia đình để chúng ta cùng nhau chuẩn bị đón chào một cái tết một năm mới với nhiều điều hạnh phúc và may mắn hơn nữa còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11 tập cuối cùng khép lại bộ truyện vì hận sinh tình đến từ tác giả mục minh qua giọng đọc của anh sa Chị cắn chặt răng Ngăn tiếng khóc Cô quay sang ôm chầm lấy khuyên Cả hai khóc ngon lành Chị cảm thấy mình rất may mắn khi còn người bạn này Mỗi khi cô có chuyện gì Thì người đầu tiên an ủi chi chính là khuyên Cô ấy không bao giờ so đo tính toán thiệt hơn Thậm chí là lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình cả Ngay cả việc của thằng công Lần này thì khuyên cũng đứng ra nhận trách nhiệm Xin giấy nhập học Dẫn nó đến trường cho quen bạn bè Giảng sáng ngày hôm sau, Chi vừa mới chợp mắt một chút thì nhận được cuộc gọi video của Bảo. Cô mừng quánh vội va ấn nút nghe. Trên màn hình điện thoại, cô ấy đang băng bó khắp phần đầu. Chân tay chẳng chệt dây nhợ. Sắc mặt của Bảo xanh mét. Tuy nhiên thì cậu vẫn gượng cười. Anh đã phẫu thuật xong. Vài hôm nữa anh về với em. Thế mẹ sao rồi? chi nghe được tin này. Mừng muốn rơi nước mắt. Cô lúng túng nói. Em đặt vé qua thăm anh nhé Em cứ ở nhà đi Cứ chăm cho mẹ thật tốt Anh khỏe rồi Nhưng mà vẫn phải ở đây theo dõi thêm vài hôm nữa Em qua lại không có hai dẫn đường cả Với cả thì thủ tục cũng lằng nhằng lắm Em cứ chịu khó đợi anh đi Chị nghe như vậy thì đành gật đầu đồng ý Dù sao để công ở nhà một mình Cô cũng không yên tâm Chị cứ động viên bảo phải ăn uống cho thật khỏe Để mau chóng hồi phục Nhìn cô ấy trong bộ đồ bệnh nhân rồng thùng thành Mà nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi Anh phải thật khỏe mạnh Để còn nhanh chóng về với em đấy Anh cũng không phải lo cho em ở nhà Cái khuyên và em thằng công lên đây ở cùng với em rồi Em không sao cả Mẹ bị sao rồi có phải không? Em đừng có giấu anh Mẹ Mẹ không còn nữa không gian chùng xuống Bảo cũng cảm thấy khoái mắt cay xè Cậu đưa tay lên màn hình lau nước mắt cho Chi Giọng của Bảo cũng lạc hẳn đi Ấy em nín đi Đừng khóc Ngày mai anh sẽ về Chi lắc đầu ngoài ngoài Không được đâu Bây giờ thì em còn mối anh và thằng công thôi Anh phải thật khỏe mạnh Sau này phụ em nuôi nó nữa Anh cứ tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ Em không khóc đâu Em khóc hết hôm nay là thôi mà ừ, Thế còn Bố em thì sao Ngay đến người đàn ông đó Chỉ tức đến Muốn hụt máu muối Nhưng mà cô vẫn cố gắng nín nhìn Thôi Sau này chúng ta đừng nhắc đến ông ấy nữa Ông ta bán sạch sẽ mọi thứ Ngay cả tiền gửi ngân hàng Hôm trước Anh đưa thì ông ta cũng đã rút mất Em đã phải chuyển thẳng công lên đây Xin giấy nhập học cho nó vào trường gần chỗ này Bảo sợ chi lại khóc nữa nên vội chấn an Em giỏi lắm em chịu khó thêm vài hôm nữa Khi về Thanh sẽ mua mảnh đất rộng hơn Chúng ta dọn qua đó sống Sau này thì công cờ với vợ chồng mình Anh sẽ nuôi nó đến hết đại học Em cứ động viên nó Đừng suy nghĩ gì nhiều cả Có gì thì đợi anh về rồi giải quyết Đừng lo nghĩ nhiều đến vấn đề kia Hai chị em ở nhà cố gắng chăm sóc nhau cho tốt. Em cứ nói khuyên cô ở đó đi. Cần gì thì còn có người nọ người kia. Chị mỉm môi khai gật đầu. Khi nhìn thấy có bác sĩ đi đến khám thì bảo dằn dò qua loa. Sau đó cũng tắt máy. Cuộc gọi vừa kết thúc, khuyên khá hỏi. Sao rồi? Anh ấy phẫu thuật thành công rồi Ừ. Ngày anh ấy bảo vài hôm nữa sẽ về. Công may quá. Tao cứ lo từ hôm trước đến bây giờ Vậy không phải qua bên đó nữa Lát nữa thì tao và mày đi xin giấy cho thằng Công nhé Dậy đi Tranh thủ nấu ăn xong thì mình đi luôn Xem còn những thủ tục cần thiết gì nữa thì làm luôn thôi Sau đó thì họ cũng nhanh chóng ngồi dậy Đánh răng rửa mặt Cùng nhau vào bếp nấu ăn Vừa mới xuống bếp đã nhìn thấy thằng Công đứng nấu sẵn Chia hút hoảng Ơ, Sao em dậy sớm như vậy? Cứ để đấy, chị nấu ăn cho. Sau này thì cứ ngủ cho đủ sức vào đi. Mà em nấu món gì đấy? Ờ, em thấy trong tủ có thịt bò, rau cải, với cả bạch bánh đa. Thế nên là nấu luôn. Các chị cứ ra ngoài ngồi đợi đi. Tí nữa là xong ấy mà. Khuyên vui vẻ nói. Đấy, có thằng em đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Công nhận là các chị cũng được nhờ. Chị xem hôm nay mày vào bếp nấu có ngon không đây? Chưa từng được trai đẹp vào tận bếp nấu ăn bao giờ cả. Mày làm chị cảm động lên phát khóc lên rồi đấy. Thằng công nghe xong thì cười hì hì gái đầu gái tai. <laughs> uhm, em nấu ăn cũng bình thường thôi. Chị đừng chê cười là được. Chị kéo tay khuyên ra bàn ngồi. Một loáng sau đó đã nhìn thấy thằng công bê đồ ra. Nhìn nồi bánh đa, khói bay nghi ngút, khuyên gật gù Ôi, ngon thế. Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ngon rồi đấy. Cả ba người ăn uống ngon lành. Sau khi ăn xong, chê dặn em trai ở nhà khóa cửa cẩn thận. Còn mình cùng với khuyên đi lên trường làm thủ tục nhập học cho công. Chật vật mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng xong xuôi. Giữa cây nắng gai gắt, cả hai cô gái mồ hôi nhé nhại, chứ không vội dục. Tôi qua quán kia làm ly nước mía cho đỡ mệt đi. Tí nữa thì tao mua cho thằng Công một ly rồi mang về luôn. Khuyên cũng ẩm ừ. Cô lái xe thêm một đoạn nữa. Thì nhìn thấy quán ở về đường, tấp vào đó. Cả hai bước vào gọi hai ly nước mía. Vừa mới ngồi chưa nóng chỗ thì chi bóng nhìn thấy ông bố sượng đang chở một cô gái. Khuôn mặt non trẹt. Cô ta ôm chặt lấy bụng, tựa đầu vào lưng của người này. Chi cũng vội bận sậy, đập mạnh vào cánh tay của Khuyên. Này này này, bám theo chiếc xe kia, nhanh lên. Khuyên còn chưa hiểu chuyện gì đã bị chi lôi đi. Cô ấy còn không kịp đổi nón bảo hiểm. Vừa lên xe đã phóng đi ngay. Khuyên phải giúp chi đổi nón bảo hiểm rồi không ngừng hỏi han. Thế đi đâu mà cứ như là ma đuổi như vậy? Lão bố xưởng của tao đang chờ con nào đấy? Mẹ kiếm. Lão ôm hết tiền, bỏ trốn. Không ngờ lại lên tận đây Chiếc xe SH của ông Đáng đi vòng vèo qua vài con phố. chỉ bám theo sau, cố tình đi cách một đoạn khá xa để ông ấy không phát hiện. Ông ấy đến một quán cà phê sang trọng thì dừng lại. Cả hai ôm nhau bước vào. Chị và Khuyên cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Ông Đáng để tình nhân ngồi đợi ở bàn dưới, còn mình thì bước lên lầu hai. Huệ đang ngồi vắt vào, đan cháo chân lên nhau. Vừa nhìn thấy ông ta thì đã hất hàm. Thì ông làm cái gì mà khiến tôi đợi cả chục phút như vậy? <laughs> tôi chưa quen đường. Có Hàn nơi xa tít mù như thế này. Tôi vừa đi vừa hỏi đường ấy. Ông có biết con Chi có mở gần đây không? Cái gì? Con... Con Chi nó ở gần đây à? Sao không nói với tôi ngay từ đầu vậy? Thì cứ kể nó chứ. Ông và nó bây giờ cũng đâu liên quan đến nhau. Công nhận là ông một bước lên mây... Bà vợ chết xong thì cũng đổi đời được ngay. Tiền vào túi nặng chết cái nhà. Vậy mà không cảm ơn tôi một tiếng cơ đấy. Ông đã nghe xong thì lo lắng. sắc mặt lập tức cứng đưa lại. Sau đó thì vội nhỏ xong. <laughs> Chuyện này thì cô đừng có nói lung tung ra bên ngoài. Không thì chết cả cô lớn tôi đấy. Ôi! Cái chết của vợ ông thì liên quan quá gì đến tôi vậy? Tai nạn đó chẳng phải... Ông ấy nói đến đó xong thì vội im bặt, không dám nói tiếp. Đôi mắt láo liên, nhìn ngó xung quanh như môn chắc chắn không ai chứng kiến cuộc nói chuyện của họ. Hai người nói chuyện rất nhỏ, âm thanh chỉ đủ người trong cuộc nghe thấy, nên chị cũng không biết họ đang nói chuyện gì. Tuy nhiên, với linh tính mách bảo, chị biết rằng hai người này cũng chẳng có gì tốt đẹp. Không dễ gì từ dân mò huệ lại gặp ông ta. Họ bàn bạc thêm tầm khoảng nửa tiếng thì Huệ sách túi rồi ra về trước. Ông đáng nhìn theo Huệ đi khuất. Ông ta lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Người đàn ông này cũng vội vã rời đi. Ông ta chở thành nhân đến khách sạn gần đó để mây mưa. Khuyên thì thầm. Thế bây giờ sao mày? Tao cũng không biết phải làm thế nào cả Thế như vậy là lão già này lấy hết tiền rồi lên đây chơi gái à? Khốn nạn thật. Có khi nào cái chết của mày mày Có liên quan đến lão không vậy Chị trột xà Cô sực nhớ đến công vẫn ở nhà một mình Thì vội quay xe trở về Chuyện này từ từ tính tiếp Thằng công ở nhà một mình Thì tao cũng không yên tâm ấy Ừ thế thôi cứ về đã Hai người họ về đến nhà cũng đã trưa Thằng công ở nhà làm hết mọi việc Cơm nước sẵn sàng Nó lại còn ngồi kể là khi nãy Có người đập cửa Nói rằng là bàn của Chi Nhưng mà nó kiên quyết không mở cửa Khuyên và Chi nghe xong Thì dùng mình một cái Nhìn nhau đầy sợ hãi Khuyên cũng hỏi ngay Là dòng đàn ông hay là phụ nữ về em um, Em nghe tiếng của hai người phụ nữ Loáng thoáng có cả tiếng đàn ông nữa Họ nói em mở cửa Để đưa đồ cho chị Em thì cứ mặc kệ không đáp lại Rồi thì họ nói chán chê Sau đó cũng bỏ đi Em muốn gọi cho chị mà lại không có điện thoại Chị xin lỗi Tí nữa chị mua cho em chiếc điện thoại Sau này có chuyện gì cứ gọi cho chị nhé Bất cứ ai nói gì Em cũng đừng tin Chị không có bạn bè với ai cả đâu Thôi Chị không cần mua cho em đâu Chị cũng làm gì có tiền Em không nghe theo ai cả Chị cứ yên tâm đi Chị lắc đầu Không được Chị có tiền Em cứ chăm lo học hành đi Mọi chuyện chị lo được mà khi nào chị hết tiền thì em con ăn này gây lưới chị cũng không trò đâu. Thế thì chị mua cái nào rẻ nhất thôi, nghe gọi là được. Em cũng không có nhu cầu xài những loại đắp tiền, phí phạm lắm. Thằng Công lúc nào cũng như vậy. Nó hiểu chuyện đến nơi làm chị cảm thấy đau lòng. Khuyên thê không gian ảm đạm thấy gió thì xua tay. Thôi, dọn cơm đi nào, không thể ngồi hết bây giờ đấy, chỉ là khoái được ăn cơm cơm nấu nhất đấy. Sau này tốn gái lắm cho mà xem. Cô cũng dụp chi xuống bếp phụ giúp mình sắp bát đũa. Thằng công thì bê cơm ra bàn. Công nhận là từ ngày lên đây, bữa ăn của thằng công được cải thiện rất nhiều. Lúc ở quê, mỗi bữa ăn có một món kho, món canh. Thậm chí món cá kho ăn cả hai ngày không hết. Nó học lớp 9, thế nhưng mà gầy gò đen nhẹm. Tất cả đồ ăn hàng ngày đa số là thằng công đi đánh sầm. Có lần là đi mót của mấy nhà tát ao. Nó làm vất vả như thế nhưng mà không bao giờ ca thán nửa lời. Mỗi lần chi hỏi ở nhà ăn gì, nó đều giả như là ăn ngon lắm để cô không cần suy nghĩ. Lúc đầu, nhìn trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm sống. Nó đành nấu hai món, nhưng mà nghĩ lại thì chị gái bị suy nhược cơ thể thì nó nấu thêm món nữa. Thằng công được trời phú cho khoản nấu nướng, món nào món đấy cơm thơm nước muối, mùi vị đậm đà. Không biết là nó cho những gia vị gì trong đó, mà Chi vào khuyên cứ mê tít mít. Bỗng nhìn nó lên tiếng. Uhm, em học xong 12 rồi thì sẽ học nghề. Sức của em không học nội đại học. Em đành học khoa nấu ăn rồi xin vào nhà hàng làm đồ bếp. Học đại học tốn kém lắm với cả áp lực nữa. Và lại thì em cũng có đam mê với nghề này. Chị nuôi được mà Em không cần phải lo Có đi học thì mới có tương lai được Sau này người ta làm ông nọ bà kia Lúc đấy thì em lại hối hận đấy Em không hối hận đâu Em nghĩ là làm theo đúng đam mê của mình Mới là một công việc khiến cho mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc Khuyên sen vào Ai cũng có đam mê mà Em cứ làm theo con tim mách bảo đi Ngành nào cũng được cả Miễn là em thích Và đúng với sở trường của em là được Cần gì phải ông này bà nọ đâu. Cứ cố gắng làm thật tốt ngành đó. Đây người đầu bếp cũng rất thành công. Thu nhập cao ngất ngưỡng ấy. Chị tin là em sẽ là người đầu bếp có tâm, có tâm, theo đống nghĩa đen và nghĩa bóng. Cuối vừa rất lời thì điện thoại có tin nhắn vang lên. Khuyên nhớ mày khi phát hiện ra số của Cường. Em lên thành phố chưa? Anh mới nghe chuyện của chị nên muốn qua chỗ cô ấy hỏi han tình hình. Anh đi một mình thì có ấy cũng chẳng gặp Vậy nên muốn nhờ em đi cùng ấy Khuyên suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại Em đang ở căn hộ của Chi đây Anh có biết vụ tai nạn của mẹ nó không vậy? Hiện vẫn chưa tìm được người gây ra tai nạn Và lại thì ông bố dường bán hết tài sản để nuôi bồ nhí Ông ta lại còn quen biết với cả cái Huệ đấy Anh biết rồi Người lái xe tông vào mẹ của Chi cũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú Mấy ngày nay anh bận tìm theo số vết Nên chưa có thời gian để qua động viên của ấy Thế bây giờ anh qua luôn được không vậy? Em đừng nói với Chi sớm Cả cô ấy lại từ chối Anh cũng thu thập được vài manh mối Muốn qua tham khảo ý kiến của hai người Khuyên từ không một chút lương lử trả lời ngay Ừm... Uhm, anh qua đi Chi nhìn thấy sắc mặt của Khuyên có một chút thay đổi thì lo lắng Có chuyện gì vậy? Uhm, không có gì là một người bạn nhắn tin thôi Lát nữa thì mày sẽ biết Nhưng mà mày phải hứa với tao Dù thế nào cũng phải thật bình tĩnh Vụ tai nạn của mẹ mày tao nghi ngờ Không phải như những vụ tai nạn thông thường đâu Sao cơ? Lúc này thì cả công và chi cùng nhau thốt lên Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoài Thì lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ Chi lắm bám ừ. Ý của mày là Có người cố tình sao? khuyên không đáp mà khá gật đầu như ngầm khẳng định thằng công thì đấm mạnh tay xuống bàn có khi nào là lão đăng ở các chị bỗng nhiên mà mất xong thì lao ấy bán tống bán tháo tất cả mọi thứ nếu như không có gì khuất tất thì vì sao phải như vậy chưa quay sang nói với em trai công à đi nấu cho chị nồi mì tôm đi tự dưng chị thèm quá thằng công biết làm chị gái không muốn nói chứng kiến mấy chuyện không hài ho kia nó cũng đứng dậy rồi nói khẽ. có chuyện gì thì các chị nhất định phải nói cho em biết với đấy được rồi nhiệm vụ bây giờ của em là lo học cho tốt đi tất cả những chuyện còn lại đã có chị lo kết quả cuối cùng liên quan đến vụ tai nạn của mẹ nhất định chị sẽ nói rõ ràng khi thằng công xuống bếp khuyên mời ly nhí Tao có chuyện này muốn nói, nhưng mà mày hứa không được giận, và cũng phải chấp nhận yêu cầu của tao nữa. Ê, thế mày nói đi, tao nghe đấy. Lát nữa thì ông Cường sẽ đến đây đấy. Ê, khoan đã. Tao đã nói rồi, tao không bao giờ muốn gặp lại tên khốn đó. Tao đã nói với mày ngay từ đầu. Chẳng hết mọi thứ của hắn đi. Tại sao mà mày cứ lại dánh dáng đến hắn như vậy? Khuyền bối rối của Lắp Bám ờ um, ông ấy nói có manh mối vụ tai nạn người tài xế hiện đang bỏ trốn nếu như mày muốn biết rõ sự tình thì tao nghĩ nên để ông ấy có cơ hội được gặp mặt dẫu biết là hành động trước đây là không thể tha thứ nhưng mà vụ lần này thực sự rất nghiêm trọng bây giờ mày cho qua thì khó có thể lật lại rồi đòi được công bằng cho mẹ mày mà tao đang nghi ngờ lá bố giường cùng với con huệ Cũng dính dáng dây mơ dây má đến vụ này đấy đang yên đang lành Không bao giờ chúng nó tự dưng gặp nhau lén lút như vậy Lúc này khi nhìn con nhỏ đó Ta đã thấy có mùi mất dạy rồi Nhưng mà chưa nghĩ xa, Bây giờ ta cứ thấy chúng nó liên quan đến nhau mẹ Chị càng nghe lại càng tức anh ách Cô nghiến sang nghiến lời Nếu như đúng là lão ta gây ra chuyện này Thì bằng mọi xá Tao cho lão vào tù Loại bất nhân bất nghĩa vì đồng tiền mà em sẵn sàng đạp đổ đi tất cả mọi thứ, nhấn tâm bán rẻ cả vợ của mình như vậy, loại đó không xứng với hai từ bố dường. Trước đây khi mẹ tao còn sống, chị em tao nín nhịn chấp nhận bị đánh đập, chị mong muốn mẹ tao không phải nghe lão ta chửi bới lăng mà. Còn bây giờ, tao coi như kẻ thù không liên quan gì nữa. Tao chỉ thương mẹ, cả một đời khổ cực vì con cái, mẹ thương lao ấy thật lòng ấy vậy mà cô vừa rất lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khuyên đoán chăng người này là cường nên liếc nhanh qua cô gái đối diện như đang do xét thái độ ánh mắt của chi giờ đây nhìn thấy đôi mắt của chi cũng đỏ ngầu bàn tay nắm chặt vào nhau đến mức nổi cả gân xanh cô cứ ngồi yên không mở lời khuyên thấy như vậy đành đứng lên nhưng mà chi đã hất hàm mở cửa thôi nhưng mà không cho hắn ta bước vào đây Muốn nói gì thì cứ đứng bên ngoài Nói luôn một thể đi Khuyên khai gật đầu Cô bước nhanh ra ngoài mở cửa Cường thì mừng quánh Không nghĩ là Chi dễ dàng chấp nhận mở cửa cho mình như vậy Cô ấy đang đánh bước vào Thì Khuyên đã ngăn lại Cái Chi nói Con gì cứ nói ở đây Nó không muốn cho anh vào đâu Cường chua xót, Khuôn mặt của cậu thoáng hiện do nỗi buồn Tuy nhiên thì Cường vẫn thỏa hiệp Cậu đứng nguyên ở đó nói vòng vào Anh có đồng nghiệp ở dưới đó Họ nói tại hiện trường Chiếc xe không hề có dấu hiệu phanh gấp Như các vụ vô tình gây tai nạn Bánh xe còn lùi lại đến hai lần Và đây rõ ràng là vụ cố ý giết người Lúc đó mà em bị văng Xa về đường cách đó một đoạn Chứ không có khả năng cao Xe không còn nguyên vẹn Chị sốc nặng khi nghe tin sứ Cũng không kìm được mà bụt miệng hỏi tên đó người ở đâu? gốc gác thế nào vậy? Anh nghe nói là hắn ta ở trên này. Ngày hôm đó thì hắn thuê xe từ lái xuống tầng gần chỗ nhà em. Tên này không nghề nghiệp ổn định. Trước kia từng làm lái xe cho công ty xong bị đuổi bởi vì trộm cắp. Hắn ta chuyên xa kích động để công nhân sổ sát. Cách đây một tháng, hắn từ dưng đem một khoản tiền lớn cho bố mẹ xây nhà. Sau vụ tai nạn của mẹ em thì tên này bỏ khỏi nơi cư trú ngay cả số điện thoại cũng không liên lạc được Hiện tại thì công an đã phát lệnh truy nã Trong vòng một vài ngày đến Sẽ có kết quả Nếu như thực sự có cài đứng sau giật dây vụ này Thì em chắc chắn Chúng sẽ phải trả giá rất đắt Chị tò mò hỏi tiếp Anh kêu người điều tra cả con Huệ Với cả lão dường đáng giúp tôi Có khi từ hai người này Sẽ tìm ra được manh mối đấy Họ cứ bàn hết chuyện này qua chuyện khác Hôm nay thì Cường được nói chuyện với Chi nhiều hơn Cũng cảm thấy niềm vui len lỏi trong lòng Cô hy vọng rằng cô ấy có thể cho mình chuộc lại lỗi lầm Ít nhất là làm bạn cũng được Họ bàn bạc bà cánh để Huệ có thể lộ đuôi cáo Nếu như cô ta có tật thì nhất định sẽ giật mình Sau khi nói chuyện một hồi lâu Khuyên cung quên bán mất chuyện chi cấm cửa Không cho Cường vào Nên mời cô ấy vào trong uống nước Cường thì cũng đánh liều bước vào Nhưng mà không ngờ mới đi được hai bước Thì Chi đã gắt gỏng Phiền anh đi về đi Đừng có vào đây Chuyện nào ra chuyện đó Sau khi chuyện này kết thúc Chúng ta cứ coi như người lạ Đấy là đặc quyền dành cho anh rồi đấy Tôi không muốn dánh dáng bất cứ cái gì với anh cả Cường cuối mặt Cầu buồn bá nhưng không đáp lại Lặng lẽ cúi đầu chào tạm biệt hai người rồi bỏ đi khuyên ái ngài nhìn theo cô cũng không biết khuyên can hai người như thế nào giữa họ có quá nhiều khúc mắc không thể giải quyết khuyên không dám mong mỏi những điều to lớn cô chỉ hy vọng là chi sẽ không còn hận thù cường nhiều như trước cô ấy dù sao cũng đã rất đau khổ làm mọi chuyện để cho chi mà không cần suy tính thiệt hơn trong chuyện này không thể nói là ai sai ai đúng chỉ có thể biết rằng phần của họ quá mỏng nên không đến được với nhau. Chi thở dài, cô gục đầu xuống bàn. Quá nhiều mệt mỏi khiến cô không thể nào chống đỡ được. Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không ai làm phiền nữa. Thằng công từ nay đến giờ đứng núp vào một góc. Nó nghe hết mọi chuyện không sót chứ nào. Nó cũng đoán được người vừa xuất hiện cũng chính là mối tình đầu của chị gái nó. Thằng công là người chứng kiến hết câu chuyện tình yêu giữa Chi và Cường. Vì cô ấy đã từng khoe với nó bằng giọng điệu rất tự hào. Nó hiểu tâm trạng của chị gái, nhưng mà chỉ biết đứng một chỗ mà không thể nào giúp được gì cả. Nguyên cả buổi chiều hôm nay, ba người họ mỗi người ngồi một góc, không ai thiết tha nói chuyện với nhau. Chị thì cứ hết đứng lại ngồi, vẻ mặt thì buồn như đưa đám. Mai cho đến khi được nói chuyện với Bảo thì cô ấy mới khá khẩm đôi chút. Cô cố gắng cười thật tươi, tỏ ra là mình ổn. Cô đồng viên ngược lại bảo Hứa hẹn một tương lai tươi sáng khi cậu ấy trở về Thằng công từ nay đến giờ cứ suy tính mãi Nó không biết là có nên nói chuyện này với chị mình hay không Sau khi suy tính một hồi Nó quyết định kể Cách đầy hai tháng Mẹ đã từng bị thua lỗ vụ cá đồ Cái gì? Mẹ à? Sao mà chị không nghe tin này bao giờ vậy? Mẹ không cho em nói Em cũng chỉ biết mang máng Mẹ và ông ấy nói chuyện với nhau Chờ cá đồ đoán bài gì đó Ban đầu thì mẹ thắng đậm lắm Nhưng càng lúc lại càng lỗ nặng Ông ấy chơi xong đi em Em cũng không hiểu tại sao mày bỗng nhiên lại nghiêng như vậy Mọi khi thì mày ghét nhất mấy trò này Nhưng mà lúc ấy cứ như là bị ma xuôi quỷ khiến Em can ngăn thế nào cũng không được cả Có một người bạn chị cũng tham gia vào đường dây này Ai cơ? Em nghe tên là Tuyến hay là Tuyết gì đấy Mà kể là bạn thân đại học với chị Em cũng không biết cách thức họ chơi làm sao Chị nghe đường đến đó rồi mà không nói tiếp nữa Bán đi một thời gian em không thấy mẹ đả động gì nữa Sau đó một hôm hai người cãi nhau một trận to Ông ấy lại còn cầm cả cuốc đánh phang vào đầu của mẹ Bởi vì để thua mất 300 triệu Thế rồi sao nữa? Thì hàng xóm ra can Em cũng chạy ra ôm mẹ. Lúc ấy mẹ không rồi bảo mình đã bị lừa. Lúc này thì khuyên mới đánh tiếng. Là con tuyết có phải không? Nó liên quan gì vụ này được nhỉ? Tại sao nó lại biết gia đình của mày thế? Tao chịu ấy. Bây giờ tính sao mày? Là nữa mình qua chỗ nó không? Tao biết chỗ nó đấy Mới thuê ở trong xếp phòng trò gần chốt siêu thị. Tao vô tình bắt gặp nó sách đồ đi vào đấy. Chị nghe nói đến đây thì vội dụng khuyên cùng với mình đến luôn phòng trọ mà cô vừa kể để thăm dò. Cô lo lắng cho công nên đành cho nó đi cùng. Nhưng mà thằng công đã từ chối. Các chị cứ đi đi. Em ở nhà không sao đâu. Em khóa chặt cửa rồi có gì gọi cho chị cũng được mà. Em không cho ai vào đây cả. Bây giờ ngoài lại vướng víu chân tay của hai người. Chị nhớ về sớm đi nhé Đừng có về tối quá đấy. Đứng ở ngoài phòng trọ thôi. Tuyệt đối không được đi vào trong đó Chị nghe như vậy thì khá gật gù Cô căn dặn em trai một hồi rồi nhanh chóng cùng với khuyên Đi một chuyến nữa Xem là có thu được manh mối gì khả quan hay không Khuyên chờ chi đến thẳng chỗ phòng trò của Tuyết Họ giả làm người thuê phòng để vào dò hỏi Nhưng mà thấy tất cả các phòng đều khoa trái Khuyên tặc lưới Cầm cốc rồi Nó không có ở nhà Chắc là đang bận lên giường với lão giả nào đó còn đây đúng là tốn cơm ăn học. Chọn nghề tử tế không tròn thích nằm ngửa ăn sắn thôi. Lừa thầy phản bàn để đạt được mục đích của mình ấy. Họ vừa đành quay xe rời đi, thì Tuyên đã đi bộ đến. Cô ta mặc chiếc váy ngắn cuốn cớn, để đôi guốc cao lênh khênh, một nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Cô ta dường như cũng khá bất ngờ khi bắt gặp hai người ở đây, nhưng mà vẫn giả như thân thiết lắm. Ôi, Hôm nay dòng đến nhà tôm cơ đấy, quý hóa quá. Chi cực kỳ dị ứng với tuyết nên chị nhếch mép đầy khinh bỉ. Khuyên thấy như vậy thì nói bóng nói gió. Công nhận là cô được đại gia bao nuôi có khác. Có da có thịt hẳn lên, chứ không như những ngày đầu đi học nhờ. Mà nay tôi nghe mang máng chuyện mà của chi có danh liếu đến cô có phải không? Người làm chứng đã khai tất cả với công an. Hy vọng là cô có thể hạ cánh an toàn sau vụ này. Ngay đến đây thì Tuyên giật bắn cả người. Cô không nghĩ là mọi chuyện bị lật tẩy nhanh đến như vậy. Tuy nhiên, Tuyên không sẽ bị nắm thóp. Cô ta nhanh chóng lấy lại thần thái vốn có. Các người... Các người đành uy hiếp tôi sao? Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu như họ có đủ bằng chứng thì công an đã mời tôi lên phường uống nước trà rồi. À quên, tôi cũng có bố nuôi làm ở đây nữa. Có gì thì ông ấy bảo kê hết rồi. <laughs> Ghê vậy Ông mới tên gì thế Có bị tàn tật hay gì không Chúng ta muốn được chim ngưỡng Tiền thể thông báo cho vợ con ông ta biết đường Giữ cho chặt vào Tuyết tức đến tận cổ Đẩy mạnh hai người này ra ngoài Cốt ngay đi Cái lũ vô học này Tuyết chạy sụp vào phòng đóng sầm cửa lại Cô ta dần đến nỗi đỏ bừng mặt mũi Khuyên ghé sát vào tay của chi Thì thầm to nhỏ rồi thì họ cũng chở nhau ra về Trong căn phòng nhỏ Huệ mặc bộ đồ tắm đang ngồi ung um dung thưởng thức ly rượu vang Cô khai nhắm mắt thả hồn vào điều nhạc su sương Đã lâu lắm rồi Thì cô mới có cảm giác thoải mái như vậy Công nhận là mọi thứ Đều đi đúng hướng với dự liệu của cô Mục tiêu tiếp theo của Huệ Là cho cả chi lấn khuyên Phải chịu cảm giác đau đớn Về thể xác giống như tuyết vậy Cô vẫn chưa cam tâm khi đứng nhìn hai người đó bình yên vô sự. sau này thì công việc của Huệ khá bận rộn. Cô về muốn có tiền nhanh nên kim luôn cả công việc tú bà. Chuyên sắt gái cho các đại gia có nhu cầu đổi gió. Ban đầu thì Huệ có một chút sợ sệt. Nhưng mà sau khi các vụ này chót lọt thì cô ta mỗi lúc một tham. Tần số chăn sắt gái cũng tăng lên chóng mặt mỗi ngày. Cuộc sống của Huệ mỗi ngày một sang chảnh, đầy đủ Chính vì vậy cô ta cũng vung tiền không tiếc tay. Huệ luôn sổ số tuyên phổ mình kiếm giúp rồi chia hoa hồng. Những lúc thiếu gái thì tuyên trực tiếp thế chân vào. Thành ra nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ mối quan hệ của họ cực kỳ thân thiết. Huệ cũng đổi mục tiêu. Cô dần dần nhận ra những đức tính tốt của Cường nên luôn tìm cách tiếp cận cậu ấy nhưng mà đều thất bại. Mỗi khi muốn nói chuyện với cậu ấy đều phải kiếm cớ liên quan đến chi, thì Cường mới trả lời lại Chính thái độ rừng rừng lành nhạt này Lại càng khiến cô bị kích thích Muốn chinh phục Sau khi đã ngấm hơi men Cô lấy điện thoại gọi cho Cường Lần này thì mới cuộc gọi đầu tiên Cậu ấy đã bắt máy Xong nói thì vẫn cứ rừng rừng như thường lệ Sao vậy? À, anh có bận gì không? Tôi có bí mật này rất quan trọng muốn nói với anh Bây giờ thì tôi ở căn hộ Tôi bị chặt chân thế nên không đi được. tôi có nói luôn đi. Vụ này liên quan đến thân thế của anh Bảo. Anh ta không phải anh em cùng bố khác mẹ và anh đâu. Đầu xe bên kia ngập ngừng vài giây rồi khe đám. Tôi không quan tâm. Dường như là Huệ đã lường trước câu trả lời. Cô ta tiếp tục nói. Cái thai của cô ta cũng không phải của anh Bảo. Và tôi biết chính xác bố đứa bé là ai. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Cường lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Cậu hình mình quá ngu si. Nếu như hôm đó Cường không nặng nặc kêu Chi đi cùng với mình, nếu như cậu không bỏ lại cô tại bữa tiệc, thì có lẽ bây giờ họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc. Cường cười chua xót. Cậu không phải đứa trẻ lên ba để cho Huệ sắt muối. Tuy nhiên cô ta đã mất công soạn kịch bản công phu như vậy, thì Cường cũng muốn diễn cùng Cậu giả vờ như bất ngờ lắm vậy Lại còn có chuyện này sao tên khốn đó là ai vậy Chuyện này cũng dài dòng lắm Nói qua điện thoại cũng không tiện Anh qua chỗ tôi được không vậy Cường trầm ngâm suy tư một lát rồi khai đáp. Gửi đành về qua cho tôi Được rồi tôi gửi ngay đây Cường vừa tắt máy thì nhận được tin nhắn từ Huệ Cậu nhanh chóng cầm theo một số đồ nghề cần thiết để phòng Huệ sẽ dở trò. Phòng khi tỉnh ngay Lý Gian thì sẽ không thể nào chối cái được. Cậu vẫn đang nghĩ đến các phương án mà Huệ có khả năng sẽ thực hiện. Tự dưng thì Cường thê ghê tởm cô gái này. Hận thù đến nỗi bất chấp mọi thủ đoạn. Cậu lái xe đến chỗ Huệ, căn hộ của cô ấy ở tầng 7. Ở đây thì không nghiêm ngặt như chung cư chỗ chi. Người không có thẻ thì vẫn có thể đi vào như bình thường. Nhưng mà nếu như ai đó có hành vi khả nghi sẽ bị bảo vệ gọi lại kiểm tra đồng thời không thể nào sử dụng thang máy. Cường đang loay hoay định leo bộ thì rất may có vài người đang bước vào thang máy. Cậu nhanh chóng cũng đi theo nhờ họ cho đi đến tầng 7. Khi thang máy mở ra cậu bước nhanh ra ngoài tìm kiếm phòng 7 là 5. Bỗng dưng thì bước chân của cậu trầm dần trầm dần rồi dừng hẳn khi đứng trước căn hộ của huệ cường có một chút ái ngại cậu không tự nhiên khi một mình đến nơi này ở đây thì phòng nào cũng đóng cửa kín mít không nhìn thấy bóng sáng của ai cường giơ tay gó vào cánh cửa bên trong có tiếng nói vòng ra cửa không khóa mời vào thế như vậy thì cường mở cửa rồi chậm chạm đi vào căn hộ này chắc chỉ vài chục mét vuông đồ đạc thì cũng không nhiều Mọi thứ tương đối giản dị, khác hẳn với tưởng tượng của Cường. Cô ấy bên ngoài sang chảnh, tiêu tiền vào toàn là hàng hiệu, không ngờ lại chọn chung cư này để sống. Huệ ngồi trên ghế, chiếc váy xẻ cao quá đùi, đàn cháo chân lên nhau để lộ cặp giỏ trắng nón. Nửa vòng một thì căng tròn cũng được phô bày hết mức. Cường khá bối rối, cậu không dám nhìn trực diện, còn Huệ thì thầm cười khẩy. Cô thấy cây tinh nhút nhát khi nhìn gái lạ. Mặc dù mang danh tú bà, nhưng mà Huệ cực kỳ dị ứng với những tên đàn ông thấy gái thì cứ hầu hảo. Chỉ muốn nuốt chừng con nhà người ta. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy thái độ của Cường. Mọi khi thì Huệ chưa từng xuất hiện trước mặt của Cường trong trang phục thiếu vải như thế này. Thế nên hôm nay cô mới có dịp chứng kiến thái độ của cậu ấy. Tất nhiên là Huệ biết Cường không hề xin Nhưng hành động dù là nhỏ nhất của cậu ấy cũng đều phát ra hoàn toàn tự nhiên Anh ngồi xuống uống nước đi Chân tôi đau quá nên không đi lại được Thật lòng xin lỗi anh nhé Cường liếc nhanh thay phần cổ chân phải của Huệ Được băng trắng xóa Cậu tiến lại bàn xuống ngồi xuống ghế đối diện Huệ xót nước đưa ly về trước mặt của Cường Anh uống nước đi Cường cô miến cường nhận lấy Tuy nhiên thì cậu lại đặt lại ngay xuống bàn rồi trực tiếp vào vấn đề. Cô có chuyện gì? Nói luôn đi. Huệ bỗng nhìn gái đầu làm sao bộ khó hiểu. Là sao anh? Chuyện bố đứa bé hả? Anh muốn nghe từ đoạn nào đây? Cô cứ nói hết đi. Đoạn nào cũng được. Từ đầu thì càng tốt. Huệ không hề vội vã, xong nói thì vẫn đều đều. Tên này chính là bảo vệ của khách sạn đó. Ban đầu tôi cứ ngơ anh bảo, nhưng mới nhận được thông tin quan trọng của chính chủ nhân đoàn video. Sau khi tên đó làm xong thì anh bảo mới vào. Hơn nữa thì anh ấy mắc chứng vô sinh nên cũng không thể có con. Lần này anh ấy đi nước ngoài để phẫu thuật di chứng vô tai nạn, đồng thời chứa vô sinh. Mà tôi cũng không hiểu lý do tại sao anh ấy lại chấp nhận đứa con của Chi Mà cũng có thể là anh ấy, anh ấy hoặc là vì lúc đó anh Bảo chưa biết mình bị như vậy. Để tăng tính thuyết phục thì Huệ lại còn đưa đoạn video toàn cảnh cho Cường xem. Cậu ấy là chiến sĩ xảy sản kinh nghiệm trong việc điều tra án, nên nhanh chóng nhìn ra những điều bất thường. Cường khét cau mày, bóp mạnh vào chán. Tên khốn nạn này đang ở đâu vậy? Hắn ta cũng ở chung cư này đấy. Tôi vô tình phát hiện ra tên này sau có lần đi cùng thang máy. Nhưng mà tôi không biết tránh sáng hắn ở lầu nào Thế anh định xử lý chuyện này ra sao đấy Bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ rồi Tôi cũng không biết sao nữa Tốt nhất là nên tôn trọng quyết định của cô ấy Dù rất khó khăn Nhưng mà tôi sẽ học canh tập làm quen với mọi thứ Huệ nghe những lời này Thì ngay lập tức nói những lời văn vẻ đạo lý Đúng rồi Anh cứ coi như hai người không có duyên Mở rộng trái tim đón nhận người mới Tôi tin là người tốt nhanh sẽ gặp được người con gái trân trọng tình cảm của mình. Cường chỉ gần cười. Hơn ai hết thì cậu tự hiểu rằng sẽ không có cô gái nào khiến mình rung động thêm một lần nữa. Họ cứ ngồi im như vậy. Bỗng nhiên thì Huệ lên tiếng trước. Anh có muốn uống chút rượu không? Được. Phiền anh lấy chai rượu trên tủ giúp tôi với. Cường đứng dậy. Cậu lấy chai rượu vang cùng với hai chiếc lìa gần đó. Huệ lại tiếp tục Ấy khoản đã Đằng nào cũng tối rồi Thế hay là chúng ta vừa uống rượu vừa thưởng thức bữa tối Mấy hôm nay thì tôi chưa được ăn cơm tự nấu Toàn gọi đồ ăn ở ngoài cũng chán lắm Anh có thể nào nấu giúp tôi một bữa không? Nếu nhanh anh không cảm thấy thoải mái thì cũng không sao cả Được, tôi nấu ăn giúp cô Câu nói này khiến trái tim của Huệ sao xuyến mái không thôi Cô thèm cảm giác được ăn cơm người khác nấu Huệ thì cứ ngồi yên ở đó nhìn Cường lấy thực phẩm trong tủ lạnh Đôi tay cậu ấy thoăn thoát sơ chế từng loại khác nhau Chỉ cần để ý thoáng qua cũng biết là Cường có năng khiếu về nấu nướng Tất cả động tác không thừa không thiếu Một loáng sau đó mùi thơm của đồ ăn bay khắp căn phòng Bỗng dưng trong đầu của Huệ lại thèm khát cái cảm giác có một mái ấm gia đình Cô đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo bảo biến mình thành một người máu lạnh chỉ để tranh giành tình cảm của cậu ấy. Tại giây phút này, tất cả những hận thù đều đã không còn. Cô chỉ muốn sống như bao nhiêu cô gái khác, lấy chồng, sinh con, sống cuộc đời bình yên. Nhưng mà có lẽ bây giờ đã quá muộn màng. Những việc mà Huệ gây ra không thể nào gột rửa sạch sẽ. Cô muốn quay đầu lại nhưng lại không có lối thoát. Bân giang do nước mắt muộn màng cũng bắt đầu lăn dài trên khóe mắt. Cô vội lau nhanh như sợ bị Cường phát hiện vậy Khi nấu ăn xong xuôi Cường múc đồ ăn bầy biển đơn giản rồi bê xa Mâm cơm nóng hổi Khói bay nghi ngút làm Huệ nhớ đến những bữa cơm mẹ nấu Cô ngửa mặt lên cao với hy vọng ngăn đi những giọt nước mắt Huệ lê nhí Cảm ơn anh nhé Lần đầu tiên nghe đường cô ấy nói câu này Cường lại có một chút không quen Nhưng mà cười xòa <cười> Không có gì Tôi cũng ăn nữa mà để thôi con ăn đi Ngồi hết rồi đấy Cường hy vọng rằng sẽ moi được Thông tin hữu ích từ Huệ Nên cố gắng tỏ ra ân cần chu đáo rót đầy hai ly rượu Đầy một ly về phía của Huệ Xong nói có chút mỉa mai Không ngờ rằng chúng ta cũng có cơ hội Ngồi ăn như những người bạn như thế này Anh ghét tôi lắm sao Câu hỏi này của Huệ nhất thời khiến Cường lúng túng Cậu công không biết nên trả lời thật lòng hay làng tránh. Cuối cùng thì cầu gắp miếng thịt bò cho vào miệng. Ừ, mùi vị không tệ chút nào. Huệ cầm cả ly làm một hơi hết sạch. Cô tự xót cho mình ly khác. Cô ấy uống liên tục khiến cho Cường phải lên tiếng. Cô ăn đi. Uống như vậy thì hại dạ dày lắm đấy. Mặc dù Cường không hề ưa Huệ, nhưng mà vẫn gắp một chút đồ ăn vào bát cho cô ấy Hơi ăn thử một miếng, cô gật gù. Không ngờ là anh nấu ăn ngon như vậy đấy. Suốt bữa ăn, họ nâng ly chúc tổng không ngớt, kể cho nhau nghe về những dự định trong tương lai. Hứa hẹn bỏ qua hết mọi hiểu nhầm, khúc mắc. Khi mà Huệ say khướt thì Cường mới lùn tay trong túi quần, mở máy ghi âm. Rồi thì cậu khẽ hỏi. Bây giờ công việc của cô thế nào? Khuôn mặt của Huệ đỏ bừng như quả cà chua chín, cô hất tay, tốt, tốt lắm. Tôi có rất nhiều tiền. Khi nào anh khó khăn về tài chính thì cứ nói với tôi. Cô làm công việc gì mà nhiều tiền vậy? Tôi... Ừ. Tôi bí mật. Tôi không nói cho anh biết được đâu. Huệ đứng dậy, cô lảo đảo rồi ngã về phía trước. Nhưng mai sao có cường đỡ kịp. Cô ấy cũng không nghĩ ngờ gì cả cuối xuống bế thúc cô vào giường. Đặt Huệ nằm ngay ngắn, cường vừa đành rời đi thì đột nhiên cánh tay bị người đó giữ chặt lại huệ bật khóc thút thít anh ở đây với em đi anh có biết là anh rất có sức hút không anh giống hệt bố của em vậy chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu mà em hứa em sẽ là bạn gái tốt cô sai rồi đấy nghỉ ngơi đi tôi không phải là bảo đâu em biết anh là cường và anh cũng là người khiến em yêu thêm lần nữa Cường đứng hình Cậu ngơ ngác nhìn chân chân ra cửa Dường như tin này quá sốc Nên não bộ của cậu ấy chưa kịp thích nghi Cậu giả vờ quen biết hắn Nên nhân cơ hội hỏi luôn Thế cô có biết người nào tên Thiên không? Thiên? Ừ. Hắn ta chính là kẻ gây ra vụ tai nạn Có đúng không? Đúng rồi Cô có thông tin gì và hắn nói cho tôi biết với. Tên này hôm trước có vay tiền của bạn tôi. Trong danh bà của hắn thấy lưu số của cô. May quá không ngờ lại là người quen của cô à. Huệ ngay xong thì cười sẵn sặc <laughs> tên khốn đó trốn rồi. Nó nhận tiền xong thì trốn ngay. Sao mà tìm được nữa? Tôi... Huệ nói xong thì nôn thúc nôn tháo đầy giường. Cương thở sai, nhưng mà phải bế quấy ra ngoài sofa rồi dò hỏi tiếp. Cô định nói gì tiếp vậy? Huệ không đáp lại, cô nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cờ ngay lập tức đảo mắt nhìn khắp nơi, phát hiện trong đây có tầm cầm 3 chiếc camera nên ngay lập tức vô hiệu hóa rồi đi nhanh kiểm tra xung quanh phòng một lượt. Trên giá sách thay chủ yếu các cuốn sách liên quan đến nghệ thuật, trong đó không có vật gì khả nghi cường nhanh chân tìm kiếm những nơi khác nhưng mà vẫn không thu thập được thứ gì đáng giá cậu vào lại phòng ngủ tháo luôn chiếc ga nhân chiếc nệm dựng đứng vào tường dưới này thì cũng chống trơn không có gì cả cường cầm cây gối lên bơm cảm thêm nặng hơn bình thường mở luôn ra xem thử trong đây có một cuốn sổ cường khá tò mò cậu lần từng trang thì chết xứng trong này ghi lại lịch trình của những cô gái và các nhân vật đặt hẹn Cường mở điện thoại quay hết toàn cảnh cuốn sổ, rồi lại đặt về cho cô. Câu lầm bẩm: Cái nghề nhiều tiền mà cô vừa nói hóa ra là đây sao? Cuối cùng thì cậu quyết định tìm kiếm dữ liệu trong điện thoại của Huệ. Tuy nhiên, rồi đã cố gắng hết sức, nhưng mà cũng không mở được mật khẩu. Cường đã lai Huệ dậy, rô số ngọt nhạt, rồi cũng không ăn thua. Sau khi không thể mở được điện thoại, Cường lại một góc ngồi từ đầu vào tường. Nguyên cả một đêm cậu sợ Huệ sẽ xảy ra chuyện gì nên cũng không dám rời khỏi đây. Cho mãi đến gần sáng thì cậu ấy mới đến luôn cơ quan. Khi cánh cửa phòng vừa đóng sập thì cũng là lúc Huệ mở mắt. Cô khẽ cười. Niềm vui lan lỏi vì cả đêm qua Cường vẫn ở đây. Cậu ấy cũng không hề có ý định xấu xa đối với cô. Và cô đã bắt đầu nuôi hy vọng về mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt. Ngày hôm nay thì Chi và Khuyên lại tiếp tục chờ nhau đi thăm dò chỗ ở của Tuyết. Họ rút kinh nghiệm phục kích ở đó từ rất sớm. Cách một đoàn xa, khi cô ấy vừa đi ra ngoài thì cả hai lập tức bám theo. Lần này thì Tuyết đến một nhà nghỉ tầm trung. Trước cửa có cô gái hôm bữa đi cùng với ông Đáng, đứng đợi sẵn. Họ hớt hải bước nhanh vào trong xem có chuyện gì đang gấp gáp không. Khuyên chỗ mắt. Hóa ra hai đứa nó trong ngành làm gái, để tao kêu ông Cường điều tra thân thể con bé kia. Nó không biết chúng mình nên mua chuồng công xế. Lao dường xem kia không biết chết xó ở cái góc nào rồi. Kể xác lão ta đi. Bây giờ chúng ta tính sao đây? Đứng ở đây đời thì biết đến bao giờ. Hay là mình thuê một phòng trong đó đi? Khuyên hử lạnh. Chúng nó mua sâm thì vào đó khóa kín mít. Không nghe thấy gì cả đâu. Tôi này cẩn thận lắm. Bây giờ đợi bên phía ông Cường Ông ấy nhắn tin với tao Cũng tra được vài tin quan trọng phía con Huệ Trong lúc chờ đợi Bọn họ vào tàm quán nước ven đường Rồi lân la hỏi bà bán nước Nhà nghỉ nhỏ này mà cũng đông quá cô nhỉ Cứ thấy là người xa vào liên tục ấy Ôi trời Già dạ không ấy Chúng nó bao tròn cả cái nhà nghỉ Chỗ nhà nghỉ làm bên tòa án Thế nên có sợ ai đâu Họ có cả một chuối nhà nghỉ với khách sạn nữa đấy. Chị tiếp tục dò hỏi. Thế cháu cũng không dám giấu gì cô. Còn bà tóc dài mặc váy đỏ khi nay tránh làm em họ của cháu. Nó bỏ nhà đi cả mấy tháng nay. Không ngờ lại gặp nó ở đây. À, cái con đấy ở trọ gần đây, ở cái hẻm kia kìa. Nó trọ ở nhà có cái cầu màu vàng đấy. Chị nghe xong thì mừng quấn cảm ơn bà ấy rồi Họ ra sức hỏi thêm thông tin về cô gái đó. Hóa ra lúc đầu cô ấy làm lễ tân, nhưng mà sau mới chuyển qua nghề này. Nghe bảo mồ côi từ nhỏ. Ừ, cô ơi, bình thường những người này họ vào đó đến khi nào thì ra ừ, Cũng tùy. Có lần thì một tiếng, có khi đến trưa mà có khi cũng tối. Thời gian thì thất thường lắm. Hôm nay có cả đoàn người nước ngoài, trang cung chiều thì chúng nó mới xong chuyện đấy. Mọi khi cô thấy đi cả đoàn như vậy, Tìm tầm 3 giờ chiều sẽ xong Còn hôm nay thì cô cũng không chắc đâu Chi lai mảnh cánh tay của Khuyên Ra hiểu rời khỏi đây Họ thanh toán tiền rồi chào cô bán nước Vừa lúc đó thì ông đang không đi đến Ông ấy ôm một cô gái trắng bóc Đang cười híp mắt Vừa nhìn thấy Chi thì người này vội buông ngay cô gái kia xà rồi lắp bắp. Ờ, ừm um, con, con đi đâu đấy? Chi gườm gườm nhìn ông ta đầy tức tối, cô trả lời cộc lốc. Nói không biết nhục à? Ai là con ông vậy? Ông đang thấy con riêng hôm nay phản pháo mạnh mẽ như vậy, khác hẳn với ngày thường, xem ra lại có một chút không quen. Trong mắt ông thì Chi vốn dĩ là người cam chịu hiền lành, chưa bao giờ dám nói chuyện với ông như vậy. Ông cố gắng dịu giọng. <laughs> bố vui quá, không ngờ gặp con ở đây. em con ở đâu vậy? Lát nữa bố qua rồi chúng ta cùng nhau ăn tối. Bố đang đầu tư một vài dự án ở đây đấy. Chê ngay xong thì tặc lưới. Trả tiền cho tôi và em công đi. Ông là tên khốn. Nốt hết như vậy không biết nhục sao. những việc ông làm, trời biết đất biết. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Trả tiền đây. Ông đang dần đen tím mặt. Nhưng mà trước mặt gái thì vẫn muốn giữ lại chút suy si cuối cùng. Ông ta bước nhanh đi. Nhưng đã bị chị Tốm lấy cánh tay kéo lại. Lão giả khốn kiếp này. Trả tiền cho chúng tôi. Sau đó thì hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo sức của chi không bằng nên chẳng mấy trông đã thất thế. Khuyên thấy như vậy thì vội rút xếp lao đến, rồi cứ như vậy và bôm búp vào đầu của ông ta, sau đó giết lên. Trả tiền cho chị em cái chị đi. Lão khốn này, ăn tiền của người khác như vậy. Những người đi đường cũng đứng nhìn, họ không hiểu sự tình xa sao, cũng không ai dám can ngăn. Giờ như ông ta nhục quá vùng mạnh tay thoát khỏi hai cô gái, vội vã chuồn đi. Cô gái đi cùng thấy như vậy thì biếu môi. <laughs> Gớm. Vậy mà cái mồm cứ xoăn xoét cả lên. Cái gì giám đốc, tiền đẻ trên người. Hóa ra là toàn bốc phét cả thôi. Để gái mà còn kì cao từng đồng một, tờm lờm. Chị hùng hổ. Lão ta lừa lúc mẹ tôi vừa mới mất. Bán hết tất cả gia tài. Giám đốc gì cái loại đấy. Mà cô có biết lão ta bây giờ đang sống ở đâu không? Hết bao nhiêu tiền tôi gửi Cô. Người kia nhăn nhó Tôi có biết đâu lao được ai cho số điện thoại của tôi Gọi rồi thương lượng giá cả Vừa đến đây chưa kìm vào nhà nghỉ Thì đã bị các cô phá tan tành Sáng đến giờ còn chưa được quốc nào cả Đói nhăn rằng Cô gái này nói xong thì thản nhìn bước vào nhà nghỉ Dường như cô ấy đã quá quen với nơi này Chị cũng chừng hận Cô nhìn sang khuyên Vừa rồi tao ngu thật đấy Giả như cứ hồ láo ta lại hiếp sâm thì mọi người đã xuống lại bắt rồi. Thôi thôi. Nó lùm tùm xong lên phường uống nước trà đấy. Tóm được láo xong ăn thịt à? Loại này chắc nướng hết tiền vào bài bạc rồi chứ uhm, không đâu ăn mặc tình toàn thế kia. Nếu như đống láo ta có danh sáng đến vụ đó thì cũng bị công an gô cổ, có chạy đằng trời. Chỉ là mình không biết láo và con Huệ tại sao lại quen biết nhau. Bọn họ quen nhau từ trước hay là sau này con đó tức tối nên dùng tiền mua chuộc? Chị cũng thở dài, càng nghĩ lại càng dối. Mọi chuyện cứ như mỡ bỏng bong. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến. Cô cũng không biết làm sao mới có thể nhanh chóng lôi những tên đó ra ngoài ánh sáng. Hai cô gái đang buồn thối ruột thì bỗng thấy trong khách sạn một loạt cô gái bước ra. Theo sau là cả một chục chiến sĩ công an mặc thường phục. Chiếc xe thùng cũng từ đâu xuất hiện đỗ phật trước cửa. Những người này bị ám giải lên thùng Trong số đó có cả tuyết Người nào cũng cúi đầu tỏ ra oan ức lắm Chỉ ngỡ người Ủa thế, là chúng nó bị bắt cả rồi à Nhanh thế Mình vẫn còn chưa kịp hỏi han gì cơ mà Bà bán nước cũng méo mặt Ôi thôi chết rồi Chúng nó bị bắt thì tôi bán cho ai bây giờ đây Bà ấy dầu gì Dường như mỗi làm ăn ngon đã bị phá vỡ Khuyên cũng không dám tin vào mắt của mình. Cô phải véo mạnh vào má rồi lại kêu oai oái. Ui, đau quá. Con hâm này, tự dưng véo má xong kêu đau như vậy. Ồ, thì tao phải làm như thế để xem có phải là sự thật không ấy. Chi lầm bẩm. Vậy là đoàn khách khi nay là công an giả dạng à? Ghê thật đấy. Họ làm nhanh gọn lẹ thật. Tụi này chắc chỉ bị phạt hành chính tội mua bán dâm thôi. Họ đứng lại xem chiếc xe thùng đi khuất hẳn rồi đào nhau trở về chung cư. Trên đoàn đường về thì Chi cứ thắc mắc mãi. Không biết là nhân cơ hội này thì công an có điều tra được gì từ chỗ con tuyết không nhỉ? Tao cũng hy vọng là có. Lỗ này cứ phải tù rú xương cho trắng mắt ra. Quá coi thường pháp luật mà. Cứ sống nhân nhờn trên mồ hôi công sức của người khác như vậy. Họ vừa về đến căn hộ thì nhận được cuộc gọi của Cường cô ấy thông báo truyền tuyết đã bị bắt. Hung thủ gây tai nạn cũng đã tìm được dấu vết. Hắn trốn trong căn nhà hoang, cố thủ trong đó và đang bị phục kích. Khuyên nhấn mạnh. Anh cứ nhận cơ hội tra cho ra mọi chuyện. Em tin là con đó cũng có chút liên quan đến con Huệ đấy. Anh biết rồi. Thế thôi anh làm việc đây. Có gì nói chuyện với em sau nhé. Chị mở cửa đi vào. Cô ngồi phịch xuống ghế cầm chai nước lọc uống ừng ực. Bông cô nhớ xa thằng Công nên gọi lớn. Công, đang làm gì trong phòng đấy? Không có tiếng người trả lời. Cô gọi đến lần thứ ba thì vội vã đứng bật dậy đi vào phòng tìm nó. Mặc dù tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của em trai đâu. Chỉ sợ hãi kêu to. Ôi, mày ơi, thằng Công không có ở nhà. Nó đi đâu được vậy? Tại hay là nó xuống dưới siêu thị mua đồ không? Mày cứ gọi thử điện thoại xem sao. Lúc này chưa mới sực nhớ Cô rôn rôn lấy điện thoại ấn gọi cho công Nhưng thuê bao không liên lạc được Lúc này cảm giác mọi thứ như đổ sập trước mắt vậy Cô sợ hãi Nhất thở không nói được thành lời Nước mắt cứ như vậy tuôn ra như suối Công à Em đã đi đâu vậy Cô cứ như thế lao nhanh ra khỏi căn hộ Cũng không biết mình phải đi đâu để tìm kiếm Nhưng mà chị cũng phải làm gì đó Khuyên công dối bời Cô nhanh chóng chạy theo chi. Hai người chạy xuống phòng bảo vệ yêu cầu trích xuất camera. Nhưng mà xuôi xẻo cho họ. Toàn bộ camera hôm nay bảo trì trong vòng một tiếng. Không thể xác định rõ người nào đã vào đây. Bên phòng cháy chơi cháy cũng diễn tập nên mọi người tập trung hết qua đó. Không cảnh nhốn nháo vô cùng. Chi cứ không tù tù ôm lấy khuyên rồi lại chạy ra cổng. Lúc này thì Chi không còn bình tĩnh được nữa. Cô vừa chạy vừa gọi. Cậu ơi, em đang ở đâu vậy? Chị xin lỗi. Chị đã hứa sẽ bảo vệ em, chăm sóc em. Vậy mà lại xa nông nỗi này. Em ở đâu vậy? Em mau về đây đi. Cô ấy cứ đôi chân trần chạy giữa phố, dưới cái nắng oi ả. À. Những người đi đường cứ nhìn theo không hiểu chuyện gì xảy ra. Một số khác tò mò nên mở điện thoại ghi lại toàn cảnh đó. Chị không để ý đến bộ dạng thảm hại bây giờ của mình. Cô chỉ lo em trai mình sẽ gặp chuyện khuyên cũng ngay lập tức gọi điện cho cường nhờ cậu ấy giúp đỡ. lúc này ngoài cường xa cô không biết gọi cho ai. sau khi nghe xong thì cường dặn hai người phải thật bình tĩnh, đứng yên tại một địa điểm đợi cậu ấy đến đó ngay. tầm khoảng vài phút sau cậu ấy đã có mặt. may mắn là cường đi tuần tra cũng gần đây. vừa nhìn thấy cậu ấy thì chỉ quên hết mọi hình thù trước kia, vội vàng túm lấy vạt áo rồi khóc to. anh tìm công việc cho tôi với. Không có nó chắc là tôi chết mất Chúng tôi mới ra ngoài một lát thôi Về nhà thì không thấy nó đâu cả Ở đây thì nó không quen biết ai đâu Cường gật đầu Ngành đã Em nín đi Gửi qua cho anh một bức hình mới nhất của cơm Anh sẽ phát đi nhờ đồng nghiệp bên giao thông chú ý Các xe đang lưu thông Nếu xe nào khả nghi sẽ giữ lại Chân tay của chị lúc này mềm nhún Cô cầm điện thoại cũng không nổi Khuyên đứng bên cạnh phải giúp cô ấy tìm kiếm trong phần bộ sưu tập. Tìm bức ảnh, chụp so nhất rồi gửi cho Cường. Cô cũng ngay lập tức gọi điện cho một nhóm đồng nghiệp, gửi hình ảnh và thông tin nhờ họ cứu giúp. Cường quay sang dặn dò. Hai người cứ về đi. Khi nào tìm được anh báo cho. Giờ dạ em cứ đi như thế này thì cũng không phải là cách. Không, tôi đi theo anh. Tôi không về được, tôi phải tìm nó. Trên đời này, chỉ còn mỗi thằng công Xin anh cho tôi đi cổng đi Anh tìm nó giúp tôi với Cô ấy cứ chữ nò sò trước kia liếu cả lưới Cường khuyên nhiều không được Thì cũng đành thỏa hiệp Rồi thì họ cùng nhau đến các khu vui chơi giải trí Nơi đông người để xem công có ở đây không Nhưng mà kết quả lại khiến tất cả thất vọng Vừa đúng lúc này điện thoại của chị vang lên Khuyên lập tức ấn nút nghe rồi đưa cho chị anh bảo gọi đấy chị nhìn thấy cậu ấy thì lại càng tuổi thân cô cứ như vậy nức nở anh à thằng công mất tích rồi em tìm máy mà không thấy bảo hốt hoảng kéo điện thoại về bên phía phải thấy thằng công đang lù lù ở bên cạnh nó chớp mắt lia lìa Ở chị sao đấy em và anh bảo đang trên đường về rồi đấy khi nay anh ấy về rồi Tại các chị ra ngoài nên em rồi anh ấy đi mua đồ để mai đi học. Chị nghe xong thì quệt nước mắt của béo máo Tại sao không gọi cho chị? Làm chị cứ tưởng. Ờ, đợi chị một chút. Chị về ngay đây. Bà nhớ không được đi đâu đấy. Ở nguyên trong nhà đi. Hai người kia lúc này cũng thở vào nhà nhóm. Họ cũng bị dò một fan hú vía. Sau gần đây trên mạng hay xuất hiện những đoàn clip về các vụ bắt cóc bán nội tạng sang Trung Quốc. Khuyên cứ nắm chặt tay chi rồi nói khẽ. Thế thôi yên tâm, như vậy là xong rồi. Ôi, làm ta cũng hoảng thảo ấy. Nãy giờ cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Cường gọi điện thông báo cho đồng nghiệp về sự cố của thằng Công, rồi lái xe chở họ về lại căn hộ. Chị thì quên hết mệt mỏi, cứ như vậy phi luôn lên thẳng phòng. Khi chắc chắn đã nhìn thấy thằng Công bằng xương bằng thịt, chị mới dám gường cười. Sau này đi đâu phải nói với chị chứ Mà cứ làm như vậy thì có ngày Chị chết vì suy tim đấy Hai chị em lại ôm nhau khóc thút thít Bảo đứng bên cạnh không ngừng sốt sẵn Em đến đi Anh cứ tưởng là em chưa về Nên mới tạo bất ngờ cho em Ai ngờ gây hiểu nhầm như vậy Anh mua đồ ăn hết cả rồi Cả nhà mình vào bếp nấu ăn thôi Chị nghe tiếng bảo Lại quay sang ôm chặt lấy cậu ấy Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ đứng như vậy ôm chầm lấy Bảo. Cường thì không muốn chứng kiến cảnh tượng này, khẽ lùi lại rồi bỏ đi. Cậu không biết đối diện với Bảo ra sao, càng không đủ bao dung để chứng kiến tình cảm tốt đẹp giữa hai người họ. Sau giây phút này, cậu đã tự nhủ, phải chôn chặt tình cảm trong lòng, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thì cậu chấp nhận lùi về phía sau. Khuyên nhìn thấy như vậy thì cũng vội chạy theo Cô hiểu tâm trạng lúc này của Cường Không hiểu sao cô cũng cảm thấy Nhoi nhói trong tim Cô vừa chạy vừa nói Anh Cường, anh rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm trưa Coi như cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện Anh bận lắm Lần sau anh sẽ mời em Nếu như là bình thường Khuyên sẽ giữ tự trọng mà bỏ đi Nhưng mà hôm nay không hiểu sao Cô lại mặt dày, bám theo cậu ấy Cô không muốn cậu ấy phải đau khổ dằn vặt bản thân như thế. Dù cho Cường nói như thế nào đi chăng nữa, Khuyên vẫn cứ bám theo. Không biết là Khuyên đi đứng kiểu gì mà ngáng chân vào cái dây răng giữa đường, ngã nhào xuống đất. Cô va chạm mạnh đến nỗi nguyên cả bàn tay của cô chê xước, giữa máu. Cường khẽ nhíu mày. Cậu quay lại đỡ cô dậy rồi hỏi han. Em sao rồi? Không hiểu vì sao lúc này Khuyên lại oa khóc khiến Cường bối rối. Anh chở em đến tiệm rồi mua thuốc để rửa vết thương. Sau này em đi đường phải nhìn cẩn thận đấy. Cường đỡ khuyên dậy nhưng mà cô ấy dường như đau quá tập tính bước không nổi. Cô cứ mỉm chặt môi, mặt nhăn nhó. Lâu lâu thì lại suýt xoa một tiếng. Cường dìu khuyên vào trong xe. Cậu lái xe đến tiệm thuốc. Vội vã đi mua đồ rồi lại đến thẳng quán cơm Xe vừa dừng lại thì thấy đám đông người nhốn nháo chạy ra, tiếng la hét không ngừng. Cường đoán đường có chuyện không lành nên hốt hoảng mở cửa bước xuống. Ở đây có ba trên xe công an cũng đang bao vây. sơ tán mọi người rời đi cho an toàn. Một ông già chắc tầm ngoài 70 đang khóc ầm ĩ. Cứu với, vợ tôi với cả cháu gái đang ở trong bếp nấu ăn. Hắn mở hết van gà rồi cố thủ ở trong đó. Cường lên vào đám đông, khuyên công tập tánh bước đi phía sau. Cô ấy hỏi hắn những người xung quanh ở hiện trường. Khi nhìn thấy tấm ảnh của nghi phạm, thì khuyên há hốc mồm. Ôi! Ờ, ông ta chính là bố giường của chị. Khi nãy chúng em còn gặp ông ta trên đường mà. Một đồng chí công an lên tiếng. Nghi phạm gây ra vụ tai nạn kia đã bị bắt. Bước đầu khai, chồng nạn nhân đã nhận tiền của mình, hứa sẽ không truy cứu mọi chuyện. Khi điều tra số điện thoại của ông ta, chúng tôi đã biết người này từng liên lạc với một số lạ với nội dung thuê người giết vợ, chiếm tròn số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên vụ án chưa thực hiện được thì bà vợ đã bị tông chết. Khuyên ngài đến đây thì cũng dùng mình. Cô không nghĩ lão tàm lại ác độc đến như vậy. Ngay đến cả người vợ đầu ấp tay gối cũng xa tay tàn nhẫn chỉ về tiền bạc. Nhưng trên sĩ, đang bàn về cách giải cứu con tin. Họ cứ phát loại yêu cầu ông ta đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bên trong nhà bếp, tiếng ba gái khóc thét, làm cho ai cũng náo nề. Cường không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu vội vã đi vòng ra đằng sau nhà, tìm lối trống, xông vào. Chỉ có duy nhất lối thông gió rất nhỏ, người thường thì không thể nào chui vào. Cường trầm sai, bước đến cửa sàn bếp, nói vòng vào bên trong. Xin ông hãy tha cho mẹ tôi và con gái. Tôi và ông không thù không oán. Nếu như ông cần trao đổi điều kiện gì cứ nói. Chúng tôi nhất định đáp ứng đầy đủ. Bên trong có tiếng quát lớn. Tao không tin. Tao không cần gì cả. Bây giờ ra đó chúng nó giết mất. Tao không muốn rú tủ đâu. Tao bây giờ cũng không còn đường lui nữa. Cường cứ đứng ở bên ngoài kênh nhẫn đàm phán. Thế nhưng mà người kia thì không hề lay động. Ông đang cứ hành hạ đứa bé gái làm niềm vui. Đứa bé khóc rít lên đầy đau đớn. Tiếng của bà lão khẩn cầu. Đừng đánh nữa. Tôi xin ông đừng đánh nữa mà. Im mồm đi. Mày mà còn lăng nhăng. Tao cho mồi lửa chết ngay cả lũ. Tao cũng không còn gì để mất. Tao cấm sợ gì nữa. Cuộc đàm phán diễn ra mỗi lúc một căng thẳng nhưng mà vẫn không có kết quả. Đứa bé dần bị ngạt nên lềm đi. Cường rút trong người hai sợi kim khâu bao, nhẹ nhàng đút vào ổ khóa. Chỉ nghe tiếng tách, động tác nhanh đến nỗi khê nai cũng bất ngờ. Cường dùng hết lực đạp thật mạnh cánh cửa, nhưng mà bị chắn ngang bởi cái bản gỗ. Người đàn ông trong kia hút hoảng, cạp lấy cổ bé gái. Các trên xe cũng đồng loạt xông lên. Họ cứu được bà lão khiên ra ngoài. Đưa bé gái ngạt đi không còn sức chống cự, đang nằm oạt trong tay của lão xã ấy. Cường giơ hai tay lên trời cầu siêu xong, Đừng làm hại con tôi. Lùi lại đi, mau lùi lại, nếu không tạo xí. Mùi ga bay khắp nơi, Cường nhìn chiếc bật lửa trong tay ông ta rồi lại nhìn xung quanh một lần nữa. Trong giây phút ông ta lơ đánh, cậu ngay lập tức tung đòn đá thẳng vào cổ họng. Ông ta đau đớn, buông tay. Cường nhanh như cắn tôm lấy đưa bé, nhưng bị lão kia giữ chặt lấy chân. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Cường chỉ kịp đẩy mạnh đứa bé ra ngoài. Chỉ nháy mắt, cả căn phòng chìm trong biển lửa. Khuyên sợ hãi rồi hét lên. Anh Cường, cứu lấy anh ấy. Cô cứ lao vào đám lửa nhưng bị một đám người ngăn lại. Ngọn lửa bùng nhanh đến nỗi không ai kịp trở tay. Cô ấy cứ gào lên gọi tên Cường. Càng trên xe muốn tiếp cận nhưng mà cũng không có cách nào cả. Chỉ có tiếng khóc nỉ non thôi. Anh đừng bỏ em mà. Em xin anh đấy. Đúng lúc khuyên đau khổ tuyệt vọng nhất thì Cường từ trong biển lửa chảy ra. Cô ấy dây ruột đầy đau đớn. Nhưng chiến sĩ vội vã dập lửa trên bộ đồ của Cường. Cả người cô ấy được bao phủ bởi một màu đen kịt. Có chỗ bợt cả da ửng đỏ. Cường vẫn còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Cậu mỉm cười phô ra hàm răng trắng bóng. Em bé kia đã an toàn chưa vậy? Cậu yên tâm đi. Cả hai bà cháu họ đã an toàn. Cậu xuất sắc lắm Nhiệm vụ đã hoàn thành Cường quay sang nhìn Khuyên Cô ấy đang suy sụp tinh thần Khóc đến mức đôi mắt đỏ ngầu Khuyên thì không suy nghĩ được gì nhiều Cứ ôm chặt lấy Cường rồi khóc to hơn nữa Anh có đau lắm không vậy Anh thấy trong người sao rồi Cường khẽ lắc đầu Vết thương ở đầu gối Không biết va đập ở đâu nên máu cứ tuôn xối xả Cường định đứng dậy bước đi Nhưng mà cậu hoàn toàn kiệt sức Xe cứu thương lúc này cũng có mặt Cậu ấy được đặt lên cáng rồi khiêng đi ngay Khuyên cũng đi theo cậu ấy Nước mắt của cô vẫn không ngừng chảy sai Khi chứng kiến vết bỏng quá nặng trên người của Cường Anh không sao đâu Em cứ nín đi Khuyên cứ nắm chặt lê bàn tay thô sáp của cậu ấy Cô thương Cường Thương cả bản thân của mình Nếu như họ gặp nhau sớm hơn Thì cô đã vứt bỏ hết tự tôn Theo đuổi người đàn ông này mỗi ngày tình yêu trong cô lại lớn hơn một chút cô cũng không biết tình yêu bắt đầu từ khi nào chỉ biết rằng khi thấy cường bị nguy hiểm cô đau đến muốn chết đi sống lại trong mắt của chi cậu ấy có thể là người đàn ông tồi tệ nhất nhưng mà đối với khuyên cường chính là hình mẫu lý tưởng và cô muốn gửi gắm cả cuộc đời cho người đàn ông này cô không quan tâm quá khứ cậu ấy yêu ai sống như thế nào chỉ biết rằng hiện tại cô rất cần cường Quyền sẽ cố gắng để có thể chạm vào trái tim của Cường. Dù biết rằng điều đó cực kỳ khó khăn, nhưng mà cô vẫn muốn thử một lần. Khi đến bệnh viện, Cường được chuyển thẳng vào khoa bỏng để cấp cứu. Thành hành gói ấy khá nặng nên đích thân trưởng khoa và các bác sĩ giỏi đều có mặt thực hiện xử lý. Khuyên thì cứ sốt dồn xin được vào công nhưng đã bị mọi người ngăn lại. Ngồi ở phòng đời, cô sốt ruột đến nỗi hết đứng rồi lại ngồi. Cảm giác thời gian như muốn ngừng lại. Nước mắt của cô cứ tuôn xối xả. Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau đến mức bật máu. Vào đúng lúc này thì bố mẹ Cường cũng vừa chạy đến. Bà Liễu nghe tin con trai gặp nạn thì vội va đến đây không ngừng gọi to. Cường ơi! Cường ơi! Ông Tào đỡ lấy vợ. Khuôn mặt cả hai ông bà đều nhuốm màu đau thương. Nhưng nếp nhăn cũng hành xó xệt. Khuyên thấy họ thì vội lau nước mắt đứng dậy khai cúi chào. Bà Liễu định để cửa bước vào nhưng mà Khuyên đã nhanh nhậu. Sam, dạ, anh Cường bây giờ vẫn đang cấp cứu trong đó. Bác sĩ si không cho ai vào đâu hả? Bà Liễu nghe xong thì vội vàng túm lấy cánh tay của Khuyên không ngừng hỏi han về tình hình con trai. Khi biết cô ấy cũng chưa biết gì cả bà lại càng lo lắng. Bà Liễu thì cứ gục mặt vào tường càng người run lẩy bẩy. Tại sao? Lại sao nông nói như vậy? Tôi đã nói với ông rồi. Đừng cho nó theo ngành công an. Nguy hiểm quá như vậy. Tôi mong lại cứ không nghe tôi. Cứ vào hùa với nó. Tôi thì chỉ có một con thôi. Nó có mệnh hề gì. Chắc là tôi cũng đâm đầu vào xe tải chết quách cho xong. Ông Tào chỉ biết cúi đầu. Thực ra thì ông mới là người đau khổ nhất. Nỗi đau mất một người con trai chưa ngồi ngoài. Thì bây giờ lại nghe tin sứ về cường tuy ông ấy không thể hiện nỗi buồn sang ngoài nhưng bên trong thì đau như muốn cắt xa cắt thịt rồi thì hai người hò mỗi người một góc không ngừng ngóng vào bên trong theo dõi tình hình rất lâu sau đó cánh cửa phòng mở toang cả bác sĩ công lần lượt sang ngoài ông tào là người chạy đến đầu tiên gấp gáp bác sĩ à còn tôi sao rồi tạm thời thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vết bỏng rất nặng phải trải qua vài ca phẫu thuật kế ghép da. Toàn bộ da vùng mặt cũng bị tổn thương rất nặng nề. Bà Liễu ngay đến đây thì ngã gục xuống đất, cứ ôm chặt lấy ngực. Bác sĩ, cứu lấy còn tôi với. Gia đình yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ thì mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng mà nhớ đi đứng nói chuyện nhẹ nhàng để cho cậu ấy nghỉ ngơi nhé ông tào đỡ lấy vợ rồi dìu vào bên trong khuyên cũng vội vá bước đi ngay sau đó lúc này thì cường đang nằm ở trên giường cả người cô ấy được băng trắng xóa cường nhìn thấy bố mẹ vào thì có một chút bất ngờ nhưng mà cũng cố gường cười để họ yên tâm bà liễu lao nhanh đến bên giường rồi khóc lóc còn đấy lúc nào cũng xả thân về người khác có khi nào nghĩ đến cảm giác bố mẹ không vậy Mỗi lần mà con đi làm nhiệm vụ Bố mẹ cứ như ngồi trên đống lửa vậy Bố con tuy không nói Nhưng mà ông ấy thương con nhiều vô hạn Lúc nào cũng hỏi tình hình về con Bố mẹ không muốn điều gì cao sang cả Chỉ mong con được bình yên khỏe mạnh thôi Cường liếc nhìn sang ông Tào vẻ mặt khắc khổ đầy lo lắng của bố, Cậu khai nói. Bảo vẫn còn sống. Cậu ấy đã phẫu thuật thành công rồi đấy, Câu nói đó vào lúc này như xét đánh ngang tai khiến ông Tào nhất thời không dám tin đây là sự thật. Ông cứ đứng đờ người như khúc gỗ, đồ óc thì không ngừng quay cuồng. Ông phải hỏi đến tận mấy lần. Khi có cả khuyên khẳng định chuyện này là đúng sự thật, thì ông mới hoàn hồn. Do nước mắt hạnh phúc cũng lăn dài trên gò má, ông không ngừng lầm bầm. Tạ ơn trời đất. Cuối cùng thì gia đình chúng tôi cũng đã đoàn tụ rồi. Bà nếu nghe tin này thì cũng xúc động. Không hiểu vì sao bà không còn ghét bảo như ngày trước. Có thể là sau khi nghe tin cậu ấy mất đi, cuộc sống gia đình đã hoàn toàn bị xáo trộn. Không ai thích tha, muốn làm bất kỳ điều gì. Mà cũng có thể là sau vụ bỏng của Cường, bà đã không còn gai gắt như trước. Ông Tào cũng lắp bắp. Ừ, thì bây giờ nó đang ở đâu rồi? Sao mà nó không báo với mọi người một tiếng vậy? Cậu ấy đang ở cùng với Chi. Có thể là bà vẫn sần mẹ chuyện ngày xưa Mới không quay về Bà liếu ngày xong cũng ưa nước mắt Thực ra thì mẹ cũng không ghen ghét gì nó cả Chẳng qua là nó cứ ghi hình mãi cái vụ mà nó mất Cứ đổ lên đầu mẹ Cũng không biết là ai tìm nhiếm vào đồ của nó ý nghĩ Bà ấy mất trên bàn mồ là sao mẹ Trong khi đó Tiền ăn học của nó bao nhiêu năm nay Cũng một phần là công sức của mẹ Có thể sao mẹ không nói nên nó vẫn cứ nghĩ Ừ, nhưng điều đó là đúng. Mẹ sai ở đâu? Mẹ công nhận mẹ không mưa người phụ nữ đó. Nhưng mẹ không bao giờ làm mấy chuyện tán tình lương tâm như vậy. Cường hiểu được nỗi khổ của mẹ. Những ngày qua thì cậu đã khiến bà lo lắng rất nhiều. Ngày hôm nay sau khi buông bỏ được tình cảm với Chi, cậu mới nhận ra bố mẹ đã xả. Không thể nào sống mãi với mình. Nếu như cứ vô tâm với họ thì sau này hối hận cũng quá muộn mạng. Cường khá gật đầu Mẹ hãy lựa cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Bảo đi. Con tin là cậu ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện. Bà Liễu lúc này sực nhớ ra cô gái bên cạnh. Từ nay đến giờ cô vẫn đang không sứt mến. Ban đầu bà cứ ngỡ là đồng nghiệp của Cường. Nhưng mà sau khi nghĩ lại thì cảm thấy có cái gì đó sai sai. Bà khẽ hỏi. Thế cháu là bạn với Cường à? Ờ, dạ, cháu là bạn của anh ấy. Cường cũng nhìn sang khuyên, trong đôi mắt của cậu chất chứa sự biết ơn cảm kích Cường cũng không biết phải nói những gì Nên đành im lặng Bằng trực giác của một người mẹ mách bảo Bà Liễu nhìn ra ngay tình ý của khuyên Dành cho con trai Bà cũng không dám cấm cản hay gai gắt Như lần với Chi nữa Bây giờ chỉ cần con trai của bà hạnh phúc vui vẻ Thì Cường có lấy ai đi chăng nữa Bà cũng sẽ đồng ý Không gian yên nắng như trùm xuống Bà Liễu vì không muốn cản trở các con Nên kéo trùm ra ngoài Đồng đành rồi nói Uhm, thế Để thôi hai đứa cứ tự nhiên Bố mẹ ra ngoài có việc gấp Ông Tào nghe xong còn chưa kịp phản ứng Đã bị vợ cáo đi Khuyên lại gần chỗ cường cô Lý Nhí Anh cứ nằm yên đi Khi nào cần cử động hay đi đâu đó cứ nói với em Không cần phải ngại đâu Anh không sao rồi Em bận thì cứ về trước Ở đây thì anh tự xoay sở được Bố mẹ anh cũng ở đây rồi Không đâu em muốn ở đây mà em cũng có trách nhiệm trong vụ này nên sẽ chăm sóc cho anh cho đến khi nào anh ra viện khuyên lúc nào cũng là người bắt chuyển trước cường cũng chỉ trả lời cho qua chuyện họ vẫn có một chút ngừng ngùng nhất thời không thể tự nhiên như bình thường khuyên mặc kệ tất cả mọi thứ cô không còn sức lực để suy nghĩ nhiều như vậy tại căn chung cư bảo và chi đang vui vẻ nói chuyện với nhau thành công bởi vì không muốn làm kỳ đà cản trở họ nên bước nhanh vào phòng chốt chặt cửa lại bảo hào hứng kể cho chị nghe và hành trình cuộc phẫu thuật may mắn được các bác sĩ giỏi Tận tình cứu chữa nên mới có thể chuyển bài thẳng thắng chị xà vào lòng của bảo cũng cứ vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy em nhớ anh lắm ấy ngày nào cũng chỉ mong anh quay về sau này chúng ta nhất định không bao giờ xa nhau nữa anh đi đâu thì em cũng sẽ đuổi theo anh Bảo nghe xong thì bật cười Cậu cúi thấp đầu xuống hôn lên trán cô rồi khá đáp Anh cũng nhớ em Anh hứa là sẽ không để em lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa Bác trưởng khoa Người đã cứu sống anh Em có nhớ không vậy? Uhm, em nhớ Bác ấy là em trai của trưởng bạn Có chuyện gì à anh? Bác ấy điều tra ra rồi Năm đó thì mẹ anh bị băng huyết nên mất Chứ không phải là bị sát hại Bà ấy lúc đầu không tin Nhưng mới đây nghe bảo Tìm được những nhân chứng trong căn phòng mổ năm ấy Và các tài liệu chứng minh về bác sĩ kia là vô tội Chuyện cũng qua rồi Coi như đã tìm được chân tướng Anh cũng đừng nghi ngờ gì cả Mà lúc nào cũng bảo về anh Vượt qua mọi khó khăn mà Rồi thì họ cứ như vậy Nói hết chuyện này sang chuyện khác Gương mặt của Chi sáng lấp lánh mỗi khi nghĩ về những dự định trong tương lai cùng với Bảo. Cô vẫn không tin bảo trở về bên mình như vậy Cô tự nhủ Sẽ trân trọng từng phút giây bên cạnh cậu ấy Tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất Họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn cực khổ Mới có được ngày hôm nay Vậy nên càng phải giữ gìn thành quả đó Bảo yêu chi Cậu luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô Khi gặp cô ấy thì cậu đã hiểu rằng Tình yêu không phải là ngôn tình Càng không phải là những lời mật ngọt trong tình yêu sẽ phải trải qua đủ các cung bậc của cảm xúc. Chỉ cần cùng nắm chặt tay nhau, tin tưởng vào đối phương tuyệt đối thì sẽ được hưởng trái ngọt. Tình yêu của họ không kinh thiên đồng địa, cũng không phải tình đầu, nhưng mà chắc chắn là sẽ là tình cuối. Mỗi bước đi sau này của họ đều có dấu chân của người còn lại. Bà vút nhà mái tóc của Chi cầu nhẹ nhàng. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Mà mới mất nên đám cưới sẽ hoan lại qua năm sau Ý em thế nào? Chị nghe bảo nói như vậy thì khá thở dài Cô nghĩ đến mẹ thì lại cảm thấy thương bà vô hạn Khi mà bà chưa được nghỉ ngơi Chứng kiến các con khôn lớn Thì đã phải xa lìa trần thế Chị không khóc Nói đúng hơn là cô không còn nước mắt để khóc Nếu như không có bảo Thực sự là chị cũng không biết bổ víu vào đâu Cuộc đời của cô là những chuỗi ngày U tối vì cậu ấy mà trở nên bừng sáng đối với bảo cô không chỉ có tình yêu mà còn có cả sự biết ơn trân trọng họ cứ cùng nhau ôn lại kỷ niệm vẽ ra tương lai về một gia đình hạnh phúc bảo sẽ trôn chặt những chuyện không vui cậu không muốn chống ảnh hưởng đến hai người em nhắm mắt lại chút nữa chúng ta sẽ đi siêu thị chê rửa đầu vào lồng ngực của bảo hít hạ Cô nhớ mùi hương quen thuộc này đến điên dại. Chị nhắm nghìn mắt lại, rồi cứ như vậy ngủ một giấc ngon lành. Lúc này tại sân bay, Huệ đang ngồi ở ghế làm thủ tục. Cô đặt chuyến sớm nhất qua Đài Loan, nhưng do đường bay gặp một vài chục chặng, thành ra càng chuyến sau phải rời lại mấy tiếng. Huệ thì cứ thấp thỏm mái không thôi, trôm kín từ đầu đến chân, đeo cánh đen để không ai nhận ra. Sau khi nhận được mật báo tên đàn ông kia bị bắt, Huệ tức tốc vơ hết tiền chạy trốn sang nước ngoài. Cô vừa ngồi lại vừa cầu nguyện chuyến bay mau chóng cất cánh để mình có thể bình an vô sự. Và chưa khi nào thì Huệ lại sợ hãi như vậy. Cảm giác ngay đến thở cũng vô cùng khó khăn. Cô không muốn ngày tháng tiếp theo của mình sẽ ở trong lao tù, vậy nên bằng mọi giá phải thoát trước khi bị lực lượng an ninh tóm gọn. Ở đây cứ hết đoàn này đến đoàn khác Mọi người ra vào tấp nập Cứ nói vui vẻ Có những giọt nước mắt của Chê Ly Hai đoàn tụ Nhưng mà chỉ suy nhất Huệ là không có ai đi cùng Cô đã từng đi biết bao nhiêu quốc gia Lần nào cũng hào hứng Bởi vì xăm khám phá miền đất mới Nhưng mà chỉ suy nhất lần này tràn đầy sợ hãi thề lường Cô hối hận vì những việc đã gây ra Nhưng mà không thể quay đầu Giá như ngày đó cô đừng mù quáng như vậy Giá như cô có thể chiến chán nhìn nhận mọi vấn đề Thì có lẽ giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu Huệ không? Do nước mắt muộn màng Cả tương lai sụp đổ ngay trước mắt Có lẽ cô không thể quay về Việt Nam Nơi trôn nhau cắt rốn của mình thêm một lần nào nữa Khi mà cô nhận ra quê hương là nơi đẹp nhất Nơi bao bọc chúng ta mỗi khi khó khăn Chờ vơi nhất Thì lại không thể có cơ hội quay lại ở đây có một người đàn ông khiến trái tim cô lối nhịp thêm một lần nữa. Khi nghe tiếng loa thông báo, mọi người vào quầy làm thủ tụng xuất cảnh. Huệ quay lại nhìn một lần cuối, đôi môi mấp máy. Tạm biệt. Hy vọng có ngày sẽ được trở lại. Cô đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi kéo vali đến quầy làm thủ tục. Cô xuất trình giấy tờ đưa cho nhân viên. Đang lúi hối để lấy chứng minh thì lại thấy tay của mình bị tra vào cổng số 8. Hai người mặc thường phục dơ thẻ ngành rồi nói khẽ. Cô đã bị bắt. Phiền cô đi theo chúng tôi. Huệ tối sầm mặt lại. Cảm giác như bị lôi tụt xuống vực sâu. Không thể phản kháng. Càng không có từ nào biện minh cho hành động của mình cả. Rồi thì Huệ cứ như vậy bị lôi thẳng ra xe. Nhưng giọt nước mắt cũng đang rời tí tách. Dường như Huệ cũng phần nào đoán được bản án dành cho mình nếu như bị phanh phui hết mọi chuyện. Tương lai của cô làm ở trong ngục tù tăm tối. Không biết là sẽ trôi sạt về phương nào. Chính vì sự đố kỵ ganh đua đã khiến Huệ từ một cô gái xinh đẹp, tài năng, bị trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi. Cô không thể có cơ hội làm lại từ đầu được nữa. Trong giây phút tuyệt vọng nhất thì Huệ quyết định tự tử. Cô cứ như vậy cắn thật mạnh vào lưới. Khi nhận ra bất thường các đồng chí công an quay lại lập tức rồi ngăn cản đồng thời đưa cô đến bệnh viện. Huệ chỉ thấy xung quanh một màu trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc bay khắp nơi. Đầu óc trống sống. Nước mắt thì ướt đấm khuôn mặt trắng hồng. Đôi chân của cô đã bị xích lại. Có người canh gác bên cạnh cả ngày lẫn đêm. Bởi vì sợ Huệ làm điều dài dột. Tuy nhiên khi nằm ở đây, cô mới nhận ra rằng cuộc sống này coi như vô nghĩa. Thà chết đi cho đỡ đau đớn, tội nhục. Báo chí ngay trong ngày hôm nay cũng đang rầm rộ vụ án triệt phá đường dây mại dâm lớn nhất cả nước. Chuyện đi tour với giá lên đến cả ngàn đô la một đêm. Thông tin tố bà cũng được lên trang nhất các báo điện tử. Ngoài ra thì vụ án Huệ đứng thuê gây tai nạn cho bà Tuyền cũng bị phanh phui. Hóa ra bọn chúng bước đầu khai nhận Huệ và Tuyết có tham gia bàn bạc vụ này. Ban đầu họ chỉ là tính để bà bị gãy chân khiến cho chị không thể sang nước ngoài cùng với bảo. Nhưng bởi vì tên tài xế trước lúc lái xe đã uống rượu, tăng thêm can đảm mới dẫn đến sự việc đau lòng như thế. Sau khi biết bà ấy đã mất, Huệ vì không muốn sắc dối, đã đưa tiền cho ông đáng. Tuyết công góp thêm 20 triệu, bởi vì sợ mình sẽ bị liên lụy. Tên tài xế cầm phần tiền, rồi công trốn đi ngay, với hy vọng không ai biết chuyện này. Bởi vì ở khu nhà chi không hề có camera, rất không may tại hiện trường có một bé gái nhặt vai chai chứng kiến. Ban đầu cô bé sợ hãi co rúm lại một chỗ, trốn ngay sau bụi cây dâm bụt. Bé cũng không dám nói chuyện này với ai. Mãi cho đến tận hai ngày sau đó khi đường chính quyền vận động, những người dân địa phương nếu nhai biết manh mối gì hoặc là nhìn thấy đối tượng khả nghi, báo ngay cho bên công an xã. Bé gái có nói chuyện này với mẹ. Ban đầu người mẹ có một chút hốt hoảng, nhưng mà khi bình tấn trở lại Ôm chặt lấy con Rồi đồng viên con nói hết những gì mình biết Hai mẹ con chở nhau lên công an Bé gái nhớ được biển số xe Và sáng dấp của người thanh niên đó Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng khả nghi Cuối cùng thì sau vài ngày tích cực tìm kiếm Toàn bộ những đối tượng liên quan đều đã bị bắt Riêng ông chồng của nạn nhân bị chết cháy trên đường tẩu thoát Vụ cường vì cứu sống hai bà cháu dẫn đến bị bỏng nặng cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Trước khi nào mạng xã hội bùng nổ đến như vậy? Người người căm phấn về những hành động quá tàn ác, man sợ của lũ người kia. Và ai cũng hy vọng chúng sẽ phải nhận bản án thích đáng. Vợ chồng Chi cùng với Công từ nãy đến giờ đang đi siêu thị. Nghe được tin này cả hai cùng bàng hoàng. Họ qua sống trước chuyện của ông bố Dương. Càng ngày... Thì lại càng không ngờ tâm cơ của Huệ lại lớn như vậy. Chị cơ nắm chặt lấy tay của em trai dòng ngàn lại. Tất cả bọn chúng đều phải trả giá. Mà có thể mỉm cười nơi chín suối. Hôm nay thì chị em mình cùng nấu một mâm cơm thật ngon để cúng mẹ nhé. Công khai gật đầu Lý Nhi nói. Ừm... Um, tự dưng em nhớ mẹ quá chị à. Chị ôm chầm lấy em trai hai chị em không kìm được nước mắt. Bây giờ trên đời chỉ có hai chị em bấu víu vào nhau thôi. Công chịu khó, chị cũng nhớ mẹ lắm. Chị em mình cũng cố gắng. Mà công nhớ học thật giỏi. Ước nguyện của mẹ là em phải đố đạt. Em chỉ cần chú tâm học hành, mọi chuyện đã có anh chị lo. Bà vỗ nhẹ vào lưng của chị rồi khẽ rụng. Chúng ta nhanh đi mua đồ về làm cơm cũng mẹ nữa. Nín đi em, đừng có khóc như vậy. Chị nhìn thấy mọi người đang đổ xô ánh nhìn về phía mình Thì vội va lau nước mắt Cô khoác vai thẳng công đi khắp siêu thị này Chọn cang vật dụng cần thiết cho nó Hôm nay là lần đầu tiên Công biết siêu thị là như thế nào Nó chó ngợp trước những món đồ ở đây Cái gì cũng cảm thấy lạ lắm Đứng nhìn thật lâu Nó không thấy nhân viên nào giám sát Mọi người tự do bỏ hàng hóa vào giỏ Thì ngạc nhiên hỏi chị gái Thế người ta không sợ mình ăn trộm mà chị nhiều hàng như vậy thì sao mà kiểm soát nổi chị kha cười họ có máy móc kiểm soát đây mà chỉ cần món hàng nào ra khỏi siêu thị mà chưa thanh toán xe phát ra báo động nhân viên cứ như vậy xử lý thôi ôi ghê nhờ hồ tôi công nhận thành phố xịn sò thật đấy chả bùa ở dưới nhà mình đi mua cuộn băng dính mà băng chủ quán cũng phải đi sát theo sau thì công thức ăn gì cứ chọn thoải mái. Sắp đi học rồi. Ăn nhiều cho có sức. Chị đăng ký bên trung tâm giải kèm. Hôm sau em chịu khó học thêm bên đó. Thì đại học chủ yếu kiến thức 3 năm cuối cấp. tính từ lớp 10 trở đi. Và em đừng để mất gốc là vẫn có cơ hội đối như thường. Chị tin là em nhất định sẽ làm được mà. Công gật đầu, nó lầm bẩm. Em thích học bên công nghệ thông tin. Nghe bảo thì ngành này lắm tiền lắm ấy. Bảo vội hỏi thế học công nghệ thông tin ra sau này làm những công việc gì ạ à em nhiều lắm à? Hack Facebook bảo mật Facebook tăng like lọc bạn bè em nghe thằng trong lớp nói như vậy chứ cũng chưa hành dung ra làm kiểu gì bảo phì cười xoa đầu của nó <laughs> không đâu em à. công nghệ thông tin để làm những chuyện quan trọng hơn nhiều thiết kế quét tạo phần mềm tạo những thiết bị điều khiển từ xa vân vân nói chung là nhiều tiền ếch lắm em học ngành nào cũng được cả miễn sao em đam mê ngành đó cộng thêm nỗ lực hết khả năng thì nhất định sẽ thành công sau này học xong thì nhớ đầu quân cho công ty của anh đi nhé công an dễ nói như vậy càng có động lực ấp ủ ước mơ và chưa khi nào nó khao khát được vào đại học như bây giờ họ mua đầy cả xe đầy rồi rời khỏi siêu thị khi về đến căn hộ bà và công khảnh khẳng vác cả đống đồ Chị muốn phù một tay, nhưng không ai đồng ý. Vừa mới đến cổng đã nhìn thấy ông Tào, bà Liễu đang đợi sẵn. Ông ơi, thấy con trai khỏe mạnh như vậy thì khoái mắt rưng rưng. À, Bảo à, chào mừng con đã trở về nhé. Chị có một chút ái ngại. Cô sợ bố mẹ Cường đến đây gây chuyện nên cũng có một chút đề phòng. Chị nhanh chóng mở cửa, rồi dụ em trai vào phòng trước vì cô không muốn để công chứng kiến mấy chuyện không hề vui vẻ này. Bảo dù rằng không hề chào đón sự xuất hiện của hai người đó Nhưng mà họ đã đến tận đây Nên cậu cũng không thể hiện thái độ gai gắt Chị mời ông bà ấy vào trong nhà Xót nước cẩn cẩn đưa cho từng người Ông Tào lấy trong túi sách một tập giấy tờ Ông nói khẽ Toàn bộ công ty bố đã chuyển nhượng hết cổ phần cho con Sau này thì con sẽ là người đứng đầu tiếp quản Bố tin là con sẽ làm thật tốt Để đưa công ty ngày một vững mạnh Bố già rồi cũng không thể nào sống mãi được. Số tài sản còn lại, bố sẽ để cho anh trai con. Bố cũng chỉ có hai đứa. Mong các con xí xóa hết hiểu nhầm, đoàn kết yêu thương nhau. hai đứa đành bao giờ tổ chức đám cưới. Dù sao nhà trai cũng phải có mặt bố mẹ đứng ra làm chủ. Bố nghe chuyện ông bà thông gia gặp nạn rồi. Hôm nay đành sang để thắp trong bà nén hương. Bố cũng muốn một lần nói rõ mọi chuyện. Chuyện mẹ con năm đó là sự cố không ai mong muốn. Hoàn toàn không phải bấy Bị ai đó cố tình hãm hại đâu Lúc này thì bà Liễu cũng xen vào Xin phép con cho dì được xưng là mẹ Mẹ xin lỗi Mẹ chưa từng nói lời này với con Thực sự ban đầu mẹ thừa nhận Cũng không mưa gì con Mẹ cũng sợ ông ấy sang hết tài sản cho con Nhưng mà khi hai đứa gặp nạn Khi mà ông ấy không còn nghị lực sống Mẹ đã nhận ra tiền bạc không mua được sự vui vẻ trong tâm hồn. Bố mẹ chỉ cần các con, tình cảm gia đình mới là điều thiêng liêng nhất. Và mẹ cũng xin lỗi chi, mẹ có nhiều lần không phải với con. Xin các con hãy tha lỗi cho mẹ. Từ nãy đến giờ thì Chi vẫn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cô không dám tin bà Liễu lại quay ngoắt thái độ đến như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của bảo kéo cô trở về thực tại. Ý em như thế nào? Chị ấp ốm cô gái đầu. Em nghe theo anh. Bảo hơi cúi đầu, giọng nói cũng khàn khát. Những chuyện cũ rồi đừng nên nhắc lại nữa. Bố mẹ ở lại đây chút nữa ăn cơm với gia đình con. Chúng con ngày mai đi đăng ký kết hôn. Còn chuyện đám cưới tạm thời lui lại. Công ty thì bố cứ quản lý như bình thường. Con sẽ đứng sau phụ giúp. Ông Tào lắc đầu, Bố tin tưởng vào sự lựa chọn của mình Con cứ quyết đoán Chào lái con thuyền này Bố thì cũng xà rồi Muốn bố đáp cho mẹ con Cả cuộc đời của bà ấy cũng đã vất vả Lo toan rất nhiều thứ Sau này thì bố mẹ sẽ phụ giúp chồng cháu cho anh em các con Như vậy thì cũng mừng lắm rồi Ông ấy cứ cương quyết không chịu Phân tích mọi thứ Nên cuối cùng bà cũng đành nhận lấy chồng trách Chị thì nhanh nhỏ Thế bố đành phân công cho con làm công việc gì đây? Ông Tào cười khà khà. <cười> con làm phu nhân của tổng giám đốc. Chị xua tay. Ê, thôi à, con làm thư ký. Anh bảo đi đâu con theo anh ấy đi đó là được. Cả nhà vui vẻ bàn chuyện. Bữa cơm hôm ấy ấm cúng xen xa. Nét mặt ai cũng vui tươi lạ lùng. Trải qua bao nhiêu chuyện thì họ đã hiểu ra mâm cơm gia đình đáng quý như thế nào. Sự ích kỷ tính toán cũng bị phá vỡ Nhưng chố cho tình thân Ông bà Tào ở lại đi nói chuyện đến khuya thì mới ra về Nhưng mà vợ chồng Chi giữ lại Chi vì muốn để bố con bảo tâm sự riêng với nhau Nên cô ngủ cùng với bà Liễu Hai mẹ con đêm nay gần như thức trắng Họ nói rất nhiều câu chuyện trên trời dưới biển Chị không cảm nhận bà ấy không hề xấu như cô vẫn nghĩ Chỉ là bà thương con quá mới dẫn đến mù quáng như vậy Buổi sáng hôm sau cả nhà họ ăn sáng rồi cùng nhau lên phường để vợ chồng Chi đăng ký kết hôn. Cho đến gần trưa thì họ đến bệnh viện thăm cường. Khuyên vẫn ở đây chăm sóc cậu ấy. Cô thấy mọi người đến đông đủ thì khá bất ngờ. Cường thì cũng bối rối vì gặp Chi trong hoàn cảnh này. Bà Liễu thấy không khí gờn gạo thì cố tình nói to. Bố mẹ cũng đã nói gió chuyện với Bảo rồi đấy. Gia đình chúng ta bỏ qua tất cả hiểu nhầm. Mình sẽ yêu thương thật nhiều con nhé Vợ chồng Bảo Chi sáng nay đã làm xong thủ tục kết hôn Con phải mau chóng khỏe lại Về sự đám cưới của hai em nữa Cường nhìn Chi Cậu thấy khuôn mặt của Chi bừng lên hạnh phúc Cường chỉ bên chúc mừng hạnh phúc cho họ Và cậu cũng tự nhận ra lối lầm của mình Họ cứ như vậy nói chuyện một hồi lâu Cường cũng xin phép mọi người có không gian riêng để nói chuyện với Bảo Khi mọi người rời khỏi thì Cường khe nói Tôi đồng ý trao chi lại cho cậu Nếu như sau này cậu đối xử với cô ấy không tốt Làm cô ấy khóc thì đừng trách tôi không nể nang tình nghĩa Cô ấy đã quá thiệt thòi Phải dùng tất cả tình thương để bù đắp cho cô ấy Bảo gật đầu Anh yên tâm Nhất định em sẽ làm người chồng tốt Cường cứ dặn dò bảo một vài chuyện nữa Tất cả những sở thích của cô ấy cũng đều được Cường nói lại Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào khi thấy Bảo lĩnh hồi được mọi thứ Cường mới khẽ thở phào. Chúc hai người hạnh phúc Ở một góc khuất trong bệnh viện Chi và Khuyên đang ngồi ghế đá Sau khi nghe hết mọi chuyện Khuyên công tán thành với cách giải quyết của Chi Cô cũng phù hòa theo Chuyện về đứa bé Thực ra lúc ấy cả tao và mày đi khám Bác sĩ đều nói khó có thể giữ được Anh Cường thì cũng không cố ý Vậy nên con mới không thể xa đời Chúng ta cứ bỏ hết hận thù hướng tới tương lai tươi sáng. Họ cũng đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Ân ân oán oán, cơ mai bao giờ mới hết đây. Thế mày và anh Cường gặp nạn sao không báo cho tao vậy? Tình thế gấp quá. Vụ án của bác gái vì có anh ấy nên mơ nhanh chóng, tra ra được hung thủ. Mà mày cũng nên cảm ơn anh ấy một tiếng. Tao có chuyện này muốn xin lỗi mày trước. Nói đi, tao đang nghe đây. Tao muốn theo đuổi anh Cường. Chị nghe xong mở to mắt hết cớ. Cô bàng hoàng khi nghe khuyên nói như vậy. Cô chỉ hỏi một câu duy nhất. Mày chắc chứ? Chắc chắn. Tao không muốn sống thiếu anh ấy đâu. Thì ý của anh Cường thì sao? Chỉ có tao yêu đơn phương thôi. Chị nghe xong thì khá thở dài. Tao cũng không biết khuyên mày như thế nào. Hãy cứ nghe theo con tim mách bảo Dù sao thì cũng chúc mày thật hạnh phúc Dù thế nào đi chăng nữa Thì hãy nhớ vẫn có tao đứng phía sau Trong tình yêu thì không có đúng sai Dài ngắn Hãy cứ tin tưởng vào quyết định của mình đi Trước đây thì tao quá ác cảm với chuyện đó Nên nghi xấu cho anh ấy Chứ thực ra thì anh Cường cũng là người tốt Tao tin là sẽ có một ngày Anh ấy nhận ra tấm chân tình của mày Khuyên tựa đầu vào vai Chi Đã lâu lắm rồi cô chưa được yếu đuối Dựa dám vào chi như lúc này Đôi môi của cô có mấp máy thành tiếng Cuộc đời này cho tao được gặp mày Như vậy đã là quá may mắn rồi Thời gian cứ như vậy thấm thoát thòi đưa Sau khi trải qua vài ca cấy ghép Thì những vết bỏng trên người của Cường Tương đối bình phục Tuy rằng vẫn còn một vài chỗ còn sẹo Và di chứng để lại Tuy nhiên thì đó đã thực sự là kỳ tích Trong những lúc khó khăn tuyệt vọng nhất Thì cậu ấy luôn có khuyên bên cạnh Cô ấy không quản khó khăn gian khổ, lúc nào cũng có mặt ở đây để giúp đỡ, động viên tinh thần cho cường. dần dần thì cường cũng không còn quá khách sáo với khuyên nữa. họ có thể thoải mái tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. người ta hay nói dạo này thì khuyên ra dáng một cô gái đang yêu, cô ấy lúc nào cũng trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt là em cười nhiều hơn trước. mỗi khi cô ấy khúc mắc vấn đề gì đều nhờ chi tư vấn giúp. vợ chồng của chi cũng tậu một miếng đất cách đó không xa. Họ xây một ngôi nhà ba tầng khang trang, xung quanh trồng rất nhiều cây ăn trái, rau quả. Hàng ngày thì hai vợ chồng cùng nhau đi làm, cùng đi học. Tôi đến cùng nhau quây quần bên mâm cơm âm cúng. Họ cứ kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong một ngày. Và cô cũng nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Cứ hết giờ học chính thì lại tham gia các khóa phụ đạo và tiếng Anh. Cả ngày thì nó lại càng hăng say học tập thích thú khi nghiên cứu các bài toán khó. Cứ cuối tuần, cả ba người lại cùng nhau chăm sóc vườn cây, đi siêu thị hoặc là ra ngoài. Bảo lúc nào cũng chăm sóc cho vợ từ A đến Z. Đến nôi ở công ty hay các bà hàng xóm đều coi cậu ấy là ông chồng quốc dân trong truyền thuyết. Họ luôn nói người bạn đời của mình phải học theo cậu ấy. Mỗi khi vợ chồng họ đi đến đâu, đều trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bảo luôn nắm chặt tay vợ, Tất cả các quyết định dù to hay nhỏ Cậu cũng đều hỏi qua ý kiến của cô ấy Cuộc sống của Chê luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc Không bao giờ người ta thêm cô ấy buồn bã, giận dối Cứ vài ngày thì họ lại qua nhà bố mẹ để dùng bữa Những lúc như vậy Chê luôn kiếm cớ dù khuyên qua Vôn đắp tình cảm Bà Liễu không còn khó chịu như trước đây Bà cũng quý mến khuyên xa mặt Dù cứ như vậy vôn vén cho cô và Cường Bà cũng cùng với các con vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Những khi có đầy đủ các thành viên thì căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Họ vừa thưởng thức đồ ăn lại vừa trò chuyện rôm rả. Những lúc rảnh rỗi, bà hay rủ cả chi lớn khuyên đi mua sắm. Rồi thì họ cùng nhau tham gia các chương trình thiền nguyện. Bà cũng cắt đủ các loại thuốc quý để cho chi nhanh chóng có tin vui. Thế nhưng mà mãi thì cô vẫn không có động tính gì cả. Tuy rằng chi không nói ra, nhưng mà cô cũng cực kỳ sốt ruột. Chỉ biết là mình khó có cơ hội có con Nhưng mà vẫn không ngừng hy vọng Cô biết là Bảo rất yêu thích trẻ con Căn nhà có tiếng bi bô của đứa trẻ Mới thực sự đồng nghĩa với hai chữ gia đình Buổi tối khi về nhà Chị cứ giúp vào lòng của Bảo Cô ấy thấy vợ mình hôm nay khang khác Thì vội ôm chặt lấy cô hỏi Han Thế có chuyện gì mà em lại buồn như vậy Tự dưng Em cảm thấy có lối với quá Em nói linh tinh gì thế? Nếu em không sinh con được thì sao anh? Khi nãy thì em nghe em có chị nói Cô của chị ấy chạy chưa cả 30 năm Vẫn không có con ấy Em mong mỏi một đứa con lắm Nhưng mà ông trời mãi không động lòng Nhiều lúc thì em vẫn nghĩ không biết kiếp trước Em ăn ở kiểu gì nên kiếp này Các con mới không đến bên em Mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến chuyện mang thai thì nguyên cả ngày hôm đó Bảo đều phải dỗ vợ đến khổ Cô ấy dường như bị mẫn cảm với những lời này Nên lần nào cũng không sút mướt Chính bởi vì Bảo quá tốt Lúc nào cũng yêu thương cô Nên bản thân chi lại càng cảm thấy có lỗi Sau khi cô ấy khóc lóc một hồi Thì lo hết nước mắt Nước môi vào áo của Bảo Cô ấy khát cười Bà vợ của tôi ơi Cái áo này thì lát nữa anh lại phải đi giặt đấy Để Tôi lần này thì quyết tâm có con thật nhé Chị cứ khóc nức lên Lần nào cũng bảo có con ấy Có lần cả đêm mấy trận mà thấy gì đâu Anh chỉ toàn lừa em thôi Tại sao lần đầu tiên một phát dính luôn vậy Bảo càng nghe vợ nói Càng không nhìn được cười Cậu không đáp lại mà nhanh như chớp Lột sạch đồ trên người của vợ Chút bỏ quần áo của mình Rồi lâm trận Trước khi làm thì cậu vẫn cứ lầm bầm Lần này sẽ được thôi Anh tính toán cả rồi Chi thì đã quá quen với câu nói đó nên không thèm đáp lại. Cô chưa kịp giận xôi thì đã thấy ngón tay của người kia trêu đùa nơi nhạy cảm nhất. Bao nhiêu nỗi buồn cũng vì vậy tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho sự thăng hoa. Rồi thì họ cứ như vậy nhập cuộc đầy mạnh mẽ. Bảo trượt nhẹ bờ môi xuống vành tay của cô vợ nhỏ rồi thì thầm. Anh yêu em. Trong cơn đê mê của dục vọng, rồi lúc này thì chị cũng đáp lại. Em cũng yêu anh. Cuộc vui của vợ chồng họ kéo dài cả một lúc lâu. Sau khi thực hiện đủ các tư thế, lúc chỉ thấy mình như bị kéo thẳng lên tầng cao. Cả người con rút dữ rồi. Cảm nhận có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể, thì họ mới dừng lại thở gấp. Bảo cứ nằm nguyên trên người của vợ, đôi tay thì vẫn không ngừng nghịch ngợm khắp nơi. Hôn nhẹ lên cổ của cô rồi nói. Đời này có em là đủ rồi. Có con thì càng tốt. Không có là do duyên của vợ chồng mình Chúng ta cứ sống hạnh phúc đến xa đi. Mà em cũng đừng để ý thiên hà nói gì cả. Chỉ cần bên cạnh anh là đủ rồi. Mỗi lần thấy em buồn lòng với những chuyện như vậy, thì anh cũng buồn lắm. Lỗi của anh là không thể khiến em vui vẻ mỗi ngày. Chị hối hận vô cùng. Lần nào cô cũng là người gây chuyện xong để bảo xử lý. Càng lúc cô càng nghiện chồng mình không lối thoát. Chị khai gật đầu. Em sẽ không nói về vấn đề này nữa. Thế vợ nhắm mắt lại. Ngồi một giấc đi, lấy sức làm tiếp hiệp hài nhé." Chỉ biếu môi. "Thế ngày mai anh không phải đi làm à?" "Thì kệ chứ, nhất vợ nhì trời, thứ ba mới là công việc." Anh lúc nào cũng như vậy. <laughs> "Nhưng mà em thích." Cả hai vợ chồng cùng cười hiếp mắt, họ cứ như vậy ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngày tiếp theo mọi thứ trở lại quỹ đạo như bình thường. Dạo gần đây thì chị mới chậm tối đã buồn ngủ riêu cả mắt. Cô thèm ăn thịt vịt, có lần phải mua cả con to mới đủ cho cô ăn ấy. Chị công không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chị chỉ cần thấy bảo trong phòng thì cô bắt cậu ấy phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, khiến bảo tròn mắt. Cậu ngạc nhiên, lén lên mạng tìm hiểu về nhu cầu sinh lý. Kết quả bị vợ bắt gặp, khóc bù lu bù loa. Nghĩa là bảo có tình nhân bên ngoài, Kết quả là bảo phải năn nỉ đến gây cả lưới thì cô mới chịu tin. Hôm nay là cuối tuần, chị đang ở ngoài vườn hái trái cây thì bảo kéo tay cô vào trong. Cứ lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy. Dù chị hỏi thế nào cũng không trả lời. Thằng công đi qua nhà bạn làm bài tập nhóm nên chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Bảo kéo tay vợ vào nhà vệ sinh rồi đưa quay thử thai. Vợ ơi, xem này, Chị thực sự ám ảnh khi nhìn quay thử thai bởi vì nó làm cho cô thất vọng đến nản lòng. Và lần nào cũng như vậy, cứ hy vọng rồi lại không có gì. Chị lắc đầu. Thôi, em không thử đâu. Vợ ngoan nào, thử đi. Anh nghi quá rồi đấy. Thôi, không thử đâu. Bảo nành vợ một hồi cô ấy cũng miên cương đồng ý. Chị không hề trông mong vào kết quả bởi vì cô sợ một lần nữa lại đau lòng. Lần này khi nhìn thấy vạch đỏ thứ hai hiện lên, chỉ phải rồi mắt đến mấy lần, cô lắp bắp. Ơ, ờ, anh, anh ơi. Bảo cũng rất bất ngờ, cậu nhanh chóng lấy trong túi cả chục quen nước xa cho vợ thử. Kết quả đều là hai vạch càng đen. Vợ chồng họ ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng tình yêu của họ đã cảm động trời đất để hưởng trái ngọt. Bảo cứ ôm lấy vợ không ngừng suýt xoa, Vợ giỏi lắm. Từ bây giờ thì vợ không cần phải làm gì cả. Nhiệm vụ của anh là mang tiền về cho vợ. Không mang muộn phiền về cho vợ. Cần gì thì lại xin vợ. Và anh tuyệt nhất trên đời đấy. Chê chảy cả nước mắt. Lần thứ hai cô cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Cô cứ khóc. Do nước mắt của sự hạnh phúc tràn đầy. Sau khi biết tin chỉ có thai, cả nhà thì ai cũng chúc mừng. Khuyên ngay lập tức đi mua một đống váy rộng rãi để cho Chi mặc thoải mái. Cô ấy cũng đi tìm hiểu thông tin những điều cần tránh cho phụ nữ mang thai. Bà Liêu cũng không tiếc tiền, dành ngay một đống đồ bộ quý hiếm cho con dâu. Bà cứ can dặn Chi từng tí. Gia đình của họ lúc nào cũng nhộn nhịp như kiểu sắp đón cháu nội đến nơi. Ông ta cũng dùng cường mau chóng kết hôn để ông bà tiền thể chăm sóc luôn cho hai đứa. Cô ấy thì cũng chỉ ở mời cho qua. Khuyên mặc dù cố gắng hết sức Cô chủ động theo đuổi cậu ấy Nhưng mà đáp lại Vẫn chỉ là khoảng cách không thể lấp đầy Dòng giá gần 2 năm trời Đã có những lúc khuyên muốn từ bỏ Cuộc sống của cô quá nhiều áp lực Và cô thực sự không thể cố gắng được nữa Tối nay là ngày lễ tình nhân Khuyên hàn cường đến địa điểm mà cô đặt sẵn Và đây là lần thứ 100 cô tỏ tình Nếu như cậu ấy vẫn không chấp nhận Thì khuyên xem rút lui Cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc tình này Đợi mai đến 9 giờ đêm nhưng mà cô ấy vẫn không hề đến. Khuyên chua sót ngẩng mặt lên trời. Gió nước mắt mặn chán cũng như vậy tuôn rơi. Bên tai của cô văng vẳng tiếng nói. Yêu đương khổ lắm người ơi. Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Để rồi ôm lấy thiệt thòi. Khuyên cư một mình ngồi đó hồi lâu. Xung quanh tất cả đều có đôi có cặp. Một vài người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Nhưng mà cô quá mệt mỏi không còn sức lực nghĩ được nhiều nữa. Cối mặt thấp xuống, tự nhắn nhủ với bản thân. Em trả cho anh sự tự do đấy. Khuyên đứng dậy quay người bước đi. Cô cứ lê từng bước chân nặng nhọc để về nhà. Mọi thứ xung quanh thật đẹp, sôi động. Chỉ có trái tim khuyên là vồn vỡ thành từng mảnh. Nếu như biết trước yêu đau đớn như thế này, cô cũng không muốn yêu ngay từ đầu. Khuyên có vài người theo đuổi, trong đó hồ hết đều làm có công ăn việc làm ổn định Nhưng mà cô lại không thể nào mở lòng Toàn bộ trái tim cô đều chỉ hướng về một người đàn ông duy nhất Nên mới tuổi hờn đến như vậy Cô không trách cường Chỉ tranh bản thân kém cỏi Sau hôm nay Cô sẽ không bi lụy nữa Khuyên tự nhủ phải thật mạnh mẽ Rực rỡ như đóa hoa Không vì ai mà nở rộ Cũng không vì ai mà héo úa Cô sẽ coi như đó là những kỷ niệm đẹp xếp chống lại vào một góc trong tim. Khuyên cư cúi đầu bước đi đến lúc động chống vào một người, khiến cô suýt ngã nhưng mà có cánh tay kéo cô lại. Khuyên lúc này mới kịp đảnh thần. Người đứng trước mặt là Cường. Đôi mắt của cô đỏ ao, muốn nói với cậu ấy những lời chuẩn bị trước. Nhưng bây giờ thì Khuyên cảm thấy không cần thiết. Cô nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Cường ra, tiếp tục bước đi. Nhưng mà Cường đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cậu cứ như vậy tựa đầu vào vai cô, không ai nói bất cứ lời nào Họ đều đang khóc Cả người của Khuyên cứ run dậy Cô không biết con đường nào cho riêng mình Anh có việc ở cơ quan Thế nên bây giờ mới đến được Lần này để anh được tỏ tình nhé Xin em hay chấp nhận Làm vợ của anh Khuyên mở to mắt hết cớ từ dưng nghe câu này cô lại cảm thấy hoang mang Không biết phải làm sao Khuyên cứ như vậy im lặng hồi lâu Mãi một lúc sau đó cô mới lì nhí Ừm, um, em đồng ý. Cường khét cười, cô ấy không lãng mạn, cũng không biết nói những lời có cánh. Tất cả chỉ là hành động thôi. Rồi thì Cường lấy chiếc nhẫn trong túi đeo vào ngón áp út cho khuyên. Họ cứ như vậy dắt nhau đi bộ, cùng ngắm bầu trời về đêm. Đám cười xin xa quá nhanh chóng khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Ông bà Tào là vui nhất, cứ cười hiếp cả mắt. Trong dàn khách mời của Cường có một người là bạn thân của Huệ. Cô ấy đến chỗ của Bảo rồi muốn cùng cầu nói chuyện riêng một chút. Thông qua người này, Bảo biết đường tình trạng của Huệ rất tệ hại. Cô ấy bị phán xét 20 năm tù, tuyết thì 6 năm. Huệ cả người chỉ còn ra bọc xương. Cô ta có nhờ cô gái này truyền lời đến Bảo, muốn được cô ấy đến thăm dù chỉ là một lần. Bảo sau khi nghe xong thì nói khẽ. Nói với cô ấy, thời gian của tôi đều dành hết cho vợ con, Tôi không có quyền quyết định mọi thứ Cố gắng cải tạo cho tốt Rồi hòa nhập cộng đồng Bảo nói xong thì bước nhanh về phía vợ Cậu nắm chặt tay cô ngồi vào bàn nhập tiệc Trong suốt bữa ăn Vợ chồng họ luôn thành tâm điểm chú ý Bởi những hành động dù là nhỏ nhất của Bảo Công hướng đến vợ Bốn năm sau Một bãi cha đang chơi đa bóng ở ngoài vườn Xong nói cũng ngọng nghiệu Cậu công, suốt vào Công giả như bắt không được ngã lằn xuống đất. Đứa bé cười toe toét vỗ tay xem ra thích thú lắm. Cậu bây giờ đã xa dáng một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, đã về đầu quân cho công ty của anh rể với chức danh quản lý phần mềm. Nhân lúc rảnh rối, niềm vui của nó là được chơi cùng với bé Khôi. Thằng bé cũng quý cậu ra mặt, Đi đâu cũng quấn quýt không rời. Cậu à, bố mẹ của con đi đâu mà lâu như vậy? Bố mẹ con chờ bé Na đi tiêm phòng đấy Không biết là Khôi có hiểu gì không Nhưng mà nó cũng không thể hỏi nữa Khi nghe tiếng đồng cơ ô tô Nó nhận ra xe của bố nên lon ton chạy ra mở cổng Bảo đang bế một bé gái chắc cũng tầm một tuổi Vợ cô bước xuống sau Vợ chồng Cường cũng dắt theo một bé gái từ trong xe bước xuống Khôi sang rộng cánh tay rồi gọi to Anh bế em coi nào Ai cũng bật cười trước sự ngô nghê của thằng bé nó cứ nặng nặc đòi thơm em mới chịu vào nhà. Bà gái cũng nhàn miệng cười, phô ra hai má lúm đồng tiền xinh cực. Cường thì vội rộp. Để thôi vào nhà đi. Con gái tôi đổ mồ hôi hết rồi đây này. Dù người ta qua ăn sinh nhật mà đi tiêm phòng cả bùi trời như thế. Bảo cũng vội bật lại. Ơ hay. Con em cũng nóng hết cả người đây này. Bảo muốn được ưu tiên thì phải đè trước nhà em hai đứa nữa cơ. Chị huyết dài. Thôi vào đi, ăn nhanh còn sang nhà ông bà nữa. Em nghe ông bà nói hôm nay mua cho mấy đứa nhiều đồ lắm đấy. Không sang ngay thì hết bây giờ. À khoan, ừ, ông bảo cái ai đông con hơn thì được tặng thêm bố ấm chén. Nhưng mà sao lại là tặng bố ấm chén nhỉ? Bảo tùm tìm cười. Bác chả biết gì. Uống trà cho mạnh vào, không ngủ được thì mới tăng năng suất chứ. Khuyên biếu môi. chỗ thiếm không cần chỉ đâu. Tôi mang thay đôi nước rồi đây này Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập cuối cùng khép lại bộ truyện này Đến từ tác giả Mộc Miên Và với thời lượng của tập truyện ngày hôm nay Thì hẳn là quý vị và các bạn cũng nhận thấy Sai gấp đôi so với thường lệ Và lý do là cũng bởi vì anh Sa cũng như kiếp chỉ sầu Mong muốn rằng là Với một ngày cuối cùng của năm cũ như thế này Thì chúng ta có thể gói ghém tất cả những gì còn lại Gửi đến cho quý vị và các bạn Một cách trọn vẹn nhất để rồi bước sang một năm mới thì chúng ta sẽ có một khởi đầu mới đến với một bộ truyện mới và đương nhiên là trong thời khắc ý nghĩa cuối cùng của năm cũ như thế này thì anh xa với kiếm cũng không quên gửi đến một lời chúc cho tất cả những khán thính giả thân thương ở trong nước cũng như là ở hải ngoại một lời chúc cuối năm thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình chúc cho tất cả quý vị và các bạn có thời khắc đón giao thừa thật thiêng liêng ý nghĩa và đầm ấm nhé Hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều có thể giữ gìn sức khỏe của mình để chào đón một năm mới với nhiều dự định và ước mơ hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa cũng như kiếp chỉ dậu xin kính chào tạm biệt và chúc mọi người có một đêm đón sao thừa thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở năm mới, năm 2022, một năm nhâm dần với thật nhiều điều khởi sắc và tốt đẹp hơn. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.